chương 5109. Mặt tộc một tia hy vọng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Gặp tập kích đồng thời, Dương Khai liền một đao chém qua, hắc quyên ý chí bức ra nhanh chóng thối lui, lại sao nhanh qua kia kinh hồng đao quang. Một đao phía dưới, hắc quyên gào thét, phản phất thụ thương mảnh thú, cường đại ý chí uy thế cấp tốc ngã xuống một đoạn, hiển nhiên đã bị thương. Ngay tại hắn hoảng sợ đang xen, cảm thấy đại thế đã mất thời điểm, chỉ nghe một tiếng tiếng tạch tạch vang, ngưng thần cảm giác quá khứ, lại phát hiện dương khai ý chí sở ngưng thực thể trên tay đại đao, lại không chịu nổi phụ trọng, vỡ nát ra. Hắc Quyên vui mừng quá đổi, xong những cái kia tứ tán tránh né lạnh chúa ý chí nhóm hét lớn. Hắn bí bảo đã hủy, đừng sợ, giúp ta bắt lấy hắn. Các lãnh chúa nghe tiếng quan sát, phát hiện xác thực như Hắc Quyên nói, dương khai trong tay đại đao cũng không biết cớ gì vỡ vụn, lập tức đều là tinh thần chấn động, ý của mọi người chí đều là tay không tất sắc Dương Khai mới bỗng nhiên tế ra một thanh đại đao, đôi này các lãnh chúa uy hiếp quá lớn, mà Hắc Quyên đang kêu xong sau, càng là tận hết sức lực thôi động tự thân ý chí lực lượng, hướng Dương Khai chỗ xung kích, các lãnh chúa thấy thế, nhao nhao viện thủ, chỉ một thoáng, Dương Khai áp lực như núi, Trảm hồn đau dù sao chỉ là đế bảo qua nhiều năm như vậy mặc dù một mực ôn dưỡng tại thần hồn bên trong, nhưng y nguyên không cách nào thay đổi nó bản chất, căn bản gánh chịu không được dương khai bây giờ cường đại thần hồn chi lực, ba cái đao quang đã là cực hạn, ba đao phía dưới, nhóm địch chưa túc, đao lại hủy. Lúc này ở hắc quyên dẫn đầu dưới, bốn phương tám hướng từng đạo lãnh chúa ý chí bên trong truyền đến thần hồn công kích liên tiếp, liên miên bất tuyệt, thần hồn của dương khai chi lực lại như thế nào cường đại, cũng không chịu nổi mắt thấy Dương Khai ý chí bị áp chế tại chỗ, tự hồ không thể động đậy, mặt tộc các lãnh chúa thế công càng thêm hung mãnh, rất có muốn đem Dương Khai nhất cử cầm xuống tư thế. Dương Khai cũng cảm thấy tình huống không ổn, không thể không nói, mặt tộc bên này xác thực nghĩ đến một cái nhằm vào hắn biện pháp tốt. Ở loại địa phương này không gian của hắn pháp tắc chỉ là bài trí, đấu đúng riêng phần mình ý chí mạnh yếu, cùng nhục thân không liên hệ chút nào. Đến tranh thủ thời gian nghỉ biện pháp, bằng không giữ nhiều lành ít. Trong khoảng điện quan hỏa thạch, Dương Khai chợt nhớ tới, đã trảm hồn đau tại nơi này đều có thể tế ra, như vậy ôn thần liên đâu. Đây chính là thần hồn chí bảo, nếu là có thể đem ôn thần liên tế ra, vậy cái này một trận chiến đấu liền không chút huyền niệm. Chỉ bất quá hắn còn chưa hề có đem ôn thần liên tế ra cùng người tranh đấu trải qua, cho tới bây giờ đều là người bên ngoài xâm nhập thức hại của hắn, thụ động phản kích, đúng lấy trong lúc nhất thời lại không thể nhớ tới nhất niệm sinh, hào quang bảy màu đột nhiên từ dương khai thể nội bắn ra. Chính thôi động tự thân lực lượng đối dương khai điên cuồng công kích các lãnh chúa liếc thấy cái này thất thải hào quang, tất cả đều không rõ ràng cho lắm, hắc quyên đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều lần cùng dương khai giao phong, cái này nhân tộc tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đã để hắn cảnh giác phi thường, đúng lấy kia thất thải hào quang hiện lên thời điểm hắn liền cảm thấy không lành, lúc này gầm thét. Nhanh bắt lấy hắn. Dứt lời lúc, cơ hồ là dốc hết tự thân ý chí tất cả lực lượng, hóa thành hung ác một kích, hướng dương khai đánh tới. Giá trị này thời điểm hắn đã không lo được vương chủ yếu bắt sống dương khai mệnh lệnh, tại dạng này một kích phía dưới, dương khai có thể hay không mạng sống liền đều xem chính hắn tạo hóa. Mà tại hắc quyên mệnh lệnh dưới, đông đảo lãnh chúa ý chí cũng không còn lưu thủ, tất cả đều điên cùng thôi động tự thân ý chí lực lượng. Vô ảnh vô hình công kích bốn phương tám hướng mà đến, đem dương khai thân hình bao phủ. Hào quang bảy màu lại càng phát ra lóa mắt, tràn ngập toàn bộ không gian. Một đám lãnh chúa ý chí thấp thỏm quan sát, hắc quyên càng là ngưng thần mà đối đãi. Chốc lát, ý chí bạo phong lắng lại, ồn ào không gian một mảnh tĩnh mịch, mà nguyên bản dương khai lập chi địa, đúng là xuất hiện một đóa phát ra thất thải quan mang liên hoa, hoa sen kia quay tròn xoay tròn lấy, tản ra để tất cả mặt tộc ý chí đều ngấp nghé vô cùng khí tức đây là cái gì? Có lãnh chúa ý chí không hiểu hỏi thăm, mặc dù không nhận ra cái này thất thải liên hoa đến cùng đúng bảo bối gì, lại có thể rõ ràng cảm giác được, thứ này đối bất kỳ một cái nào mặc tộc đều có to lớn công dụng. Dương Khai đâu? Cũng có lãnh chúa chú ý Dương Khai hạ tràng, hắn nguyên bản lập chi địa, ngoại trừ cái này một đóa thất thải liên hoa bên ngoài, lại không thấy tung ảnh của hắn. Sợ là chết đi, cái này nhân tộc mặc dù cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào tại công kích như vậy hạ may mắn còn sống sót chết tốt lắm nhân tộc kia uy thế quá mức phách lối lại không chút nào đem chúng ta để ở trong mắt đáng đời hắn chết chẳng những rất nhiều lãnh chúa cảm thấy dương khai chết không có chỗ chôn liền ngay cả hắc uyên cũng nghĩ như vậy dương khai trước đó xác thực biểu hiện ra cường đại lực lượng thần hồn nhưng hắn lại như thế nào cường đại cũng ngăn không được mình cùng nhiều như vậy lãnh chúa liên thủ một kích chỉ là Dương Khai nếu là thật sự bị giết, vậy hắn muốn thế nào cùng vương chủ bàn giao? Hắc Quyên không khỏi đau đầu, còn có, hắn lưu lại cái này thất thải liên hoa lại là cái gì quỷ đồ vật? Ngay tại hắn không hiểu thời điểm, dọc kia linh lợi xoay tròn thất thải liên hoa, cánh hoa lại từng mảnh từng mảnh giãn ra, mà theo cánh hoa giãn ra, một thân ảnh hiển lộ ra, thân ảnh kia ngồi ngay ngắn trong nhụy hoa, toàn thân trên dưới phát ra mông lung quan mang. Thấy rõ thân ảnh kia về sau, Hắc Quyên không khỏi hải nhiên. Dương Khai không chết, chẳng những không chết, thậm chí ngay cả thụ thương vết tích đều không có một chút nửa điểm. Làm sao có thể? Có thế tại công kích như vậy hạ may mắn còn sống sót đã là cực hạn, làm sao có thể ngay cả một điểm thương thế đều không có? Trừ phi. Hoa sen kia có thể đỡ tất cả công kích. Không đợi hắn nghĩ cái minh bạch, Dương Khai bên kia đã phun trào cường đại thần hồn chi lực, kia thần hồn chi lực mênh mông như hải, dày đặc giống như uyên, theo kia thần hồn chi lực kéo lên, toàn bộ quỷ dị không gian đều tại vù vù rung rẩy. Đến mà không trả lễ thì không hay, chư vị tiếp ta một chiêu. Âm thanh vang dội vang ở mỗi một đạo ý chí trong đầu, có thể thấy rõ lực lượng thần hồn hóa thành từng đạo có thể thấy được đao quang, chỉ hướng bốn phương tám hướng, lơ lửng tại dương khai trên đỉnh đầu. Bị cái này vô số đao quang chỉ, mỗi cái lãnh chúa cũng không khỏi sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà theo dương khai thanh âm rơi xuống, kia thần hồn của phô thiên cái địa đao quang như mưa rơi hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Các lãnh chúa ý chí hoảng sợ trốn chạy, tránh né, phòng thủ. Nhưng mà chú định phí công, một vòng thần hồn đao quang tịch quyển phía dưới, một nửa lãnh chúa ý chí tiêu vong, liền ngay cả hắc uyên cũng trúng hai cái đao quang, đau đớn kêu rên, những cái kia may mắn còn sống sót các lãnh chúa ý chí càng là run lẩy bẩy. Hắc Huyên biết, nếu để cho Dương Khai tiếp tục quát tháo xuống dưới, mặt tộc bên này sợ là muốn toàn quân bị diệt, Dương Khai thần hồn chi lực cường đại vượt quá tưởng tượng, không chỉ như thế, tại thần hồn chi đạo bên trên, hắn còn có kỳ lạ công phạt thủ đoạn, đây là mặt tộc cho tới bây giờ đều chưa từng hiểu qua. Không lo được tự thân thương thế, Hắc Huyên lại một lần nữa phát động công kích, muốn vãn hồi thế cục, số ít lãnh chúa thấy thế, cũng đồng loạt ra tay. Nhưng mà sau một khắc xuất hiện tình cảnh, để Hắc Uyên cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cùng các lãnh chúa công kích, lại tất cả đều bị kia thất thải liên hoa ngăn lại, căn bản không có thể gây tổn thương cho cùng Dương Khai một tơ một hào. Lần này hắn rốt cuộc có thể xác định, trước đó Dương Khai có thể bình yên vô sự, tất cả đều là cái này thất thải liên hoa công lao, cũng không biết đây rốt cuộc đúng bảo vật gì, có thể ngăn cản đến từ thần hồn bên trên công kích liền ngay cả hán dạng này vực chủ tự mình xuất thủ, cũng cầm dương khai không có biện pháp nào. Khi thất thải liên hoa phòng hộ, quả thực vẫn như thành đồng, không cách nào rung chuyển. Mà có thất thải ôn thần liên thủ hộ, dương khai xuất thủ không cố kỵ nữa, lực lượng thần hồn phun trào, hóa thành sắc bén công kích, hướng kia rất nhiều mặt tộc ý chí chém tới. Từng đạo lãnh chúa ý chí, tiếp tục không ngừng mà tiêu vong, không thiền vực chủ trên lãnh địa, kia từng tòa lãnh chúa cấp mặt tổ bên trong, từng cái lãnh chú mềm nhũng ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, vô luận bên cạnh tộc nhân như thế nào kêu gọi, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngắn mũi bất quá thời gian qua một lát, hội tụ nơi đây hơn 80 vị lãnh chúa ý chí, cũng chỉ còn lại có 10 cái, mà cái này 10 cái ý chí cũng chỉ có thể tại dương khai đuổi đánh tới cùng hạ chật vật chạy trốn, căn bản không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền ngay cả hát quyên, cũng bị đánh khí tức suy yếu. Thần hồn bên trên va chạm không có chút nào xinh đẹp, rất khó mưu lợi, ở loại địa phương này, Hắc Quyên căn bản khó mà phát huy mình tu vi cường đại ưu thế. Hắc Quyên đại nhân, không kiên trì nổi, mau mở ra nơi đây, lại kéo dài thêm chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Rốt cục có lãnh chúa hô to lên tiếng. Hắc Quyên bất vi sở động, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy kia thất thải liên hoa không giống nhìn bề ngoài như vậy kiên cố. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ cần thêm một phần lực liền có thể công phá hoa sen kia phòng hộ, nhưng ở bỏ ra nhiều như vậy lãnh chúa ý chí đại giới dưới, nhưng vẫn không có thế tội nguyện. Huống chi, nơi đây thất bại cũng không đại biểu mặt tộc thua, mặt tộc còn có cơ hội lật bàn. Sớm tại dương khai lợi dụng mặt tổ chi lực tiến vào này quỷ dị không gian thời điểm, Hắc Uyên đã thăm dò hắn chỗ phương vị. Đây là rất dễ dàng sự tình, dù sao dương khai đúng mượn nhờ nào đó một vị lãnh chúa mặt tổ lại tới đây, chỉ cần hiểu rõ hắn mượn nhờ chính là vị kia lãnh chúa mặt tổ, tự nhiên là có thể biết nhục thể của hắn chỗ. Dù sao các lãnh chúa đất phong cùng mặt tổ chỗ đúng cố định. Mà liền tại dương khai ý chí tiến vào nơi đây không gian đồng thời, hắc quyên liền đã hạ lệnh, một chi hơn 10 vị lãnh chúa tạo thành tinh nhuệ tiểu đội đi dương khai nơi ở. Nguyên bản hắc quyên dụng ý, đúng phía bên mình đem dương khai ý chí trọng thương, để kia một chi tiểu đội bắt được thực lực đại tổn dương khai. Nhưng chuyện tiến triển lại vượt quá hắn đoán trước. Dương Khai chẳng những không có bị trọng thương, ngược lại mượn nhờ một đóa kỳ quái thất thải liên hoa dời sông lấp biển, quỷ dị không gian chiến trường chú định đã thất lợi, nhiều như vậy lãnh chúa ý chí tiêu vong cũng là không thể vãn hồi. Nhưng Dương Khai ý chí chỉ cần bị phong tỏa ở chỗ này, liền không có cách nào trở về nhục thân, hắn phái đi ra kia một chi mặt tộc tiểu đội tự nhiên có thế nhẹ nhõm đem Dương Khai bắt được. Đây cũng là Hắc Nguyên mắt thấy các lãnh chúa tử thương thảm trọng nhưng Thủy chung không có mở ra không gian này nguyên nhân. Hắn còn có một tuyến lật bàn hy vọng. Nhưng mà kia một chi mặt tộc lãnh chúa tạo thành tiểu đội coi như tốc độ lại nhanh, tối thiểu nhất cũng muốn hai canh giờ mới có thể đã tìm đến dương khai chỗ mặt tổ. Phía bên mình có thể kiên trì hai canh giờ sao? Hắc Quyên không biết, hắn chỉ biết là các lãnh chúa ý chí sắp tiêu vong sạch sẽ, đợi đến các lãnh chúa tử quan, vậy liền chỉ còn lại hắn một người tới đối mặt dương khai thế công cứ việc các lãnh chúa tổn thất to lớn, Hắc Quyên lại một mực không ngừng mà thôi động tự thân ý chí lực lượng, oanh kích lấy kia thất thải liên hoa, kỳ vọng có thể đem hoa sen kia phòng hộ đánh vỡ. Kết quả không thể nghi ngờ để hắn rất thất vọng, thất thải ôn thần liên phòng hộ kiên ổn vô cùng, mạnh như hắn một cái vực chủ cũng khó có thể rung chuyển. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5110 Lại không cản tay bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com từng tiếng kêu thảm quanh quẩn tại này quỷ dị không gian bên trong mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên đều đại biểu cho một đạo lãnh chúa ý chí hủy diệt hắc quyên một trái tim thẳng hướng chìm xuống đi đến lúc cuối cùng một đạo lãnh chúa ý chí tiêu vong về sau dương khai mới chầm chậm quay người sừng sững tại thất thải ôn thần liên phía trên lặng lẽ hướng hắc quyên ý chí nhìn lại Lực lượng thần hồn sở hội tụ triều tịch tại dương khai bên cạnh thân lưu động, như sóng biển hung mạnh thoải mái. Chỉ còn lại ngươi, Hắc Uyên, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Dương Khai từng bước một hướng Hắc Uyên bước đi, mà theo hắn di động, thất thải ôn thần liên cũng như ảnh đi theo. Hắc Uyên gầm thét. Dám can đảm xem nhẹ ta, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Lời tuy hung ác, nhưng rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu mới hắn cùng hơn 80 vị lãnh chúa ý chí liên thủ đều không thể đem dương khai thế nào, ngược lại bị hắn giết thất linh bát lạc, hơn 80 vị lãnh chúa ý chí tiêu vong, chỉ còn hắn một cây dòng độc đinh. Bây giờ lẽ loi một mình, lại sao đúng dương khai đối thủ? Hắn bây giờ chỉ nhìn, chỉ có thể là tận lực kéo dài thời gian, để cho kia một chi mặt tộc tiểu đội kiến công. Dương Khai cười nhạo nói. Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thế để cho ta bỏ ra cái giá gì? nói như vậy, đã thôi động ôn thần liên trực tiếp hướng Hắc Quyên đụng tới. Hắc Quyên kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Dương Khai theo đuổi không bỏ, trong miệng còn liếu lo không ngừng mỉa mai. Không phải nói muốn để ta trả giá đắt. Đây chính là ngươi muốn ta trả giá thật lớn phương thức. Hắc Quyên đại nhân, ngươi thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hắc Quyên xấu hổ không chịu nổi, hận không thể hiện tại liền dừng lại cùng Dương Khai quyết nhất tự chiến nhưng mà lại căn bản không có can đảm kia. Trước đó cùng Dương Khai nhiều lần giao thủ, đã để hắn ý chí bị thương, nếu là thương thế nghiêm trọng hơn một chút, chỉ sợ muốn trở về mặt tổ chữa thương. Đúng lấy hắn tận khả năng phòng ngừa cùng Dương Khai có chính diện xung đột, tận chính mình cố gắng lớn nhất quần nhau. Dương Khai cũng không phải đồ đần, xem xét hắc quyên điệu bộ này, liền có điều hiểu ý người đang trì hoãn thời gian. Hắc quyên không đáp, Dương Khai càng thêm xác định hắn đúng đang trì hoãn thời gian, suy nghĩ một chút liền minh bạch hắn dự định. Nếu như ta không có đoán sai, có phải hay không có mặt tộc hướng ta tới bên này? Hắc Quyên rốt cục lên tiếng. Ngươi trốn không thoát, sớm một chút thúc thủ chịu trói đi. Dương Khai cười lạnh cuốn quyết. Ngươi có thể còn sống sót lại nói. Đã biết được Hắc Quyên kế hoạch, Dương Khai như thế nào lại sẽ cùng hắn lãng phí thời gian, hắn cũng lo lắng cho mình nhục thân ở bên ngoài sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lập tức liền tăng cường thế công Hắc quyên dù một lòng tránh né nhưng cuối cùng khó cản dương khai công phạt bị bất đắc dĩ mấy lần giao phong Hắc quyên khí thế càng thêm suy yếu ngược lại là dương khai có ôn thần liên thủ hộ càng chiến càng mạnh căn bản không có nửa điểm nổi lo về sau ngắn ngủi bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà Hắc quyên liền có chút không kiên trì nổi ý chí của hắn đã bị trọng thương Thương thế như vậy, không có mấy trăm năm tu dưỡng căn bản khó khôi phục, nếu là sẽ cùng dương khai giao phong mấy lần lời nói, chỉ sợ thật muốn phó những lãnh chúa kia nhóm theo gót. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, nỗ lực như thế lớn đại giới, chẳng những các lãnh chúa vẫn lạc hơn 80 vị, liền ngay cả bản thân hắn cũng bị trọng thương, lại cũng không thể cầm xuống một cái nhân tộc thất phẩm. Cái này thật sự là suốt đời sỉ nhục. Nhưng việc đã đến nước này, đã vô lực hồi thiên tiếp tục dây dưa tiếp, có lẽ chờ mình không được phái đi ra kia một chi lãnh chúa tiểu đội đem Dương Khai cầm xuống, mình ngược lại trước bị Dương Khai giết đi. Đúng lấy mắt thấy thế cục càng thêm không ổn, Hắc Quyên quyết định thật nhanh, bước ra trở ra. Dương Khai hung mảnh cuộn trào lực lượng thần hồn tịch quyển, trước mắt cũng đã không thấy Hắc Quyên ý chí bóng dáng, cùng lúc đó, từ hắn lại tới đây liền một mực phong tỏa quỷ dị không gian, rốt cục bị một lần nữa mở ra. Chạy! Dương Khai âm thầm cắn răng, không khỏi có chút đáng tiếc, nếu là Hắc Uyên sẽ cùng hắn dây dưa một trận, hắn hoàn toàn chắc chắn đem Hắc Uyên ý chí chém giết, chỉ tiếc quyền chủ động nắm giữ tại Hắc Uyên bên kia, hắn cũng không có cho mình cơ hội này. Chém giết một vị mặt tộc vực chủ, thế nhưng là một kiện không nhỏ công lao, cái này chẳng những có thể cực đại suy yếu mặt tộc lực lượng, còn có thể biến tướng giảm bớt nhân tộc tướng sĩ tổn thất. Dương Khai mặc dù giết qua vực chủ, nhưng lúc kia đúng cùng bạch nghệ liên thủ, mà bị giết trục phong vực chủ cũng là trọng thương chi thân, dù vậy, cũng hiểm tượng hoàng sinh, cuối cùng vẫn là dựa vào hắn phun ra long châu cho trục phong một kích trí mạng. Lần này cùng Hắc Quyên tranh đấu, thực sự cơ hội khó được, lại nghĩ có cơ hội như vậy sợ là không thể nào. Bất quá Hắc Quyên dù trốn, Dương Khai cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Tại dây dưa với hắn tranh đấu thời điểm, Dương Khai liền đã thăm dò hắn chỗ phương vị, lúc này truy sát tới, có lẽ còn có thể đắc thủ. Đúng lấy Dương Khai tại phát giác Hắc Nguyên chạy về sau, lập tức thu hồi ý chí của mình, lách mình ra người lãnh chúa kia mặt tổ. Bốn phía yên tĩnh, không có mặt tộc thân ảnh, Dương Khai quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, vút không mà đi. Không gian pháp tắc thôi động, thân hình xê dịch. Ước chừng một nén nhang về sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chi mặt tộc đội ngũ, cấp tốc hướng phía bên mình chạy đến để Dương Khai cảm thấy kinh ngạc đúng, cái này một chi mặt tộc tiểu đội thành viên, lại tất cả đều là lãnh chúa cấp, mà lại nhân số không ít, chừng 10 cái. Cái này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Mặt tộc tinh nhuệ đã xuất chinh nghênh kích âm Dương Quang Đại Quân, mặc dù còn có rất nhiều mặt tộc lưu thủ, Dương Khai gần nhất cũng tao ngộ không ít mặt tộc đội ngũ, nhưng tất cả đều là từ lãnh chúa tạo thành đội ngũ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Dạng này một chi đội ngũ có thể xưng tinh nhuệ, không thể nghi ngờ là dùng để đối phó mình. Đây là Hắc Uyên an bài chuẩn bị ở sau. Tại mình cùng Hắc Uyên dây dưa thời điểm, những lãnh chúa này liền hướng mình lao tới mà đến, chỉ tiếc bọn hắn tới chậm chút, quỷ dị không gian tranh đấu đã kết thúc, bọn hắn còn tại dọc đường, mà lại bị mình đụng vừa vặn. Như thế xem ra, Hắc Uyên quả nhiên tại phương hướng kia. Dương Khai phát hiện kia một chi lãnh chúa tiểu đội, các lãnh chúa tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, cấp tốc lao vùng vụt 10 cái lãnh chúa tất cả đều quá sợ hãi, nhau nhau ngừng chân bày ra phòng bị tư thế. Gần nhất trong khoảng thời gian này mặt tộc bên này thế nhưng là bị Dương Khai giết sợ, kia từng nhánh tiểu đội phạm là tao ngộ Dương Khai, không khỏi là kết quả toàn quân chết hết, bọn hắn mặc dù 10 cái tất cả đều là lãnh chúa, nhưng đối mặt Dương Khai thật đúng là không có lòng tin gì. Không phải nói cái này nhân tộc ý chí đã bị khốn trụ, Bọn hắn chỉ cần quá khứ đem nhân tộc này nhục thân bắt được liền có thể sao? Tại sao lại ở chỗ này hiện thân, chẳng lẽ nói hát quyên đại nhân xuất lĩnh chiến trường đã thất bại rồi? Không đợi các lãnh chúa nghĩ cái minh bạch, dương khai đã hóa thành một đạo lưu quan bay thẳng mà tới. Người chưa đến, một cây trường thương đã tung ra đầy trời thương ảnh. Giao phong một sát na kia, các lãnh chúa kinh hô, kêu trên, chỉ cảm thấy lực lượng cùng bạo xé rách bọn hắn tất cả phòng hộ trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Dương Khai trực tiếp từ bọn hắn trong trận hình xuyên qua, cũng không quay đầu lại rời đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Nguyên địa một mảnh hỗn độn, mặt huyết cùng mặt chi lực vẫy xuống, đông đảo lãnh chúa bốn phía quan sát, tất cả đều là biến sắc, một chi mười mấy người lãnh chúa đội ngũ, bị Dương Khai một cái công kích liền chết lẻ loi đọc sách mạng. Ba cái, còn lại cơ hồ từng cái mang thương. Nhân tộc kia cường đại, tự hồ sau nghe đồn càng tăng lên. May mắn còn sống sót các lãnh chúa chỉ may mắn Dương Khai tự hồ không có ý đuổi tận giết tuyệt, cũng không biết hắn có chuyện gì gấp, lại chỉ đúng ra một thương liền lập tức rời đi, bằng không bọn hắn những lãnh chúa này thật đúng là không có lòng tin có thể đỡ nổi. Bỗng nhiên có một cái lãnh chúa kịp phản ứng. Hắn có phải hay không đi tìm hát quyên đại nhân? Một lời ra, đông đảo lãnh chúa tất cả đều thần sắc biến ảo, như đúng như đây, bọn hắn cũng bất lực, bây giờ chỉ hy vọng hắc quyên đại nhân có thể đem cái này nhân tộc cầm xuống, nếu không mộ quan vương lĩnh mặt tộc mặt mũi đều muốn vứt sạch. Dương khai một đường gắn sức đuổi theo, chỉ tốn không đến nửa canh giờ, liền lao tới đến một chỗ lãnh chúa đất phong. Dương khai bỗng nhiên dết tới, trên phong địa mặt tộc nhóm còn không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, liền bị Dương khai một trận chém dưa thái rau, đánh không hề có lực hoàn thủ. Tại chỉ có hai cái lãnh chúa cấp mặt tộc sau khi ngã xuống, trên lãnh địa mặt tộc càng không sức phản kháng. Dương Khai trực tiếp hướng mặt tổ chém dết vào, một phen tìm kiếm, nhưng không có phát hiện hắc quyên tung tích, nhưng mà mặt tổ điệu trong phòng, quả thật có hắc quyên lưu lại khí tức, điều này nói rõ ngay tại trước đây không lâu, hắc quyên còn ở nơi này. Ngựa không dừng vó sông ra mặt tổ, Dương Khai một thanh bắt được một cái hốt khoảng thất thố thường vị mặt tộc, xăm âm thanh hỏi. Hắc quyên đâu? kia thượng vị mặt tộc há miệng sông Dương Khai phun ra một đoàn mặt chi lực, tựa hồ là nghĩ mặt hóa Dương Khai. Dương Khai căn bản không thèm đế ý hắn, trên tay vừa dùng lực, liền đem hắn cái cổ vặn gãy, lại bắt một cái mặt tộc, hỏi lại. Hắc quyên đâu? Có vết xe đổ, kia mặt tộc hoảng sợ nói. Không rõ ràng, Hắc quyên đại nhân vừa rồi vội vã rời đi, không biết đi nơi nào. Đi đâu cái phương hướng? Kia mặt tộc vội vàng chỉ một cái phương vị. Dương Khai tiện tay đem hắn bỏ qua, rơi xuống đất thời điểm, cái này mặt tộc đã khí tức hoàn toàn không có. Mà Dương Khai bản nhân thì là phóng lên tận trời, đuổi theo Hắc Quyên rời đi phương hướng mà đi. Hắc Quyên chạy, bởi vậy có thể thấy được trước đó một trận chiến hắn thụ thương không nhẹ, đoán chừng cũng đoán được Dương Khai sẽ đến truy sát mình. Nếu không cũng không trở thành tại ý chí thoát ly cái kia quỷ dị không gian sau liền lập tức chạy trốn, Dương Khai mặc dù cũng là chạy tới đầu tiên, nhưng tóm lại đúng trễ một chút Bây giờ đuổi theo dết chưa hẳn Có thể tìm được Hắc Quyên tung tích Dù sao hư không rộng lớn Hắc Quyên một lòng cất giấu lời nói Dương Khai cũng bắt hắn không có gì biện pháp Nhưng lần này cơ hội khó được Dương Khai thực sự không muốn bỏ lỡ Có thể vết Hắc Quyên cố nhiên tốt nhất Như thực sự tìm không thấy tung tích của hắn Thì cũng thôi đi Một ngày sau Dương Khai tại hư không nơi nào đó ngừng chân Mặc dù truy lùng một ngày thời gian cũng tìm tòi to như vậy một mảnh cương vực, nhưng Thủy chung không thể tìm tới hắc uyên bóng dáng, cái này khiến hắn cảm thấy tiếc hận. Bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mộ quan vương lĩnh đại quân xuất chinh, nên chiến âm dương quan nhân tộc đại quân, hậu phương vốn là trống rỗng, lưu thủ mấy cái vực chủ còn tại hiệp trợ mộ quan vương chủ đại chiến âm dương quan lão tổ, chỉ sợ cũng không có công phu đến để ý tới dương khai trước đó còn có một cái hắc quyên một mực đuổi theo hắn không thả, hắn lúc cần phải thời khắc khắc đề phòng, bây giờ ngay cả hắc quyên đều trốn đi, cái này toàn bộ mộ quan vương lĩnh lại không người có thể ngăn được hắn. Nói cách khác, bây giờ mộ quan vương lĩnh đối dương khai tới nói, quả thực liền là chỗ không người, lấy hắn tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ, chỉ cần cẩn thận một chút, gần như không có khả năng có bị bắt lấy được nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, nhếch miệng nhe răng cười. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5111 Hủy mặt sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 5111 Hủy mặt sao không thiền vực chủ lệ thuộc trực tiếp lãnh địa ở vào một khỏa sớm đã chết đi càng không thế giới bên trên, cực lớn vực chủ cấp mặt sao nguy nga sừng sững, không mấy năm qua theo mặt sào trong bậc ra mặt chi lực bao phủ toàn bộ càng khôn, nơi này có trên trăm vạn mặt tộc sinh tồn, so về hắc quyên lĩnh phụng hoa chỉ có hơn chứ không kém. Trên lãnh địa tinh nhuệ đã tại không thiền vực chủ xuất lĩnh hạ đón đánh nhân tộc đại quân rồi, lưu thủ xuống mặc dù còn có số lượng không ít lĩnh chủ, nhưng đại đa số đều là thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc. Gần đây mấy ngày nay không thiền lĩnh mặt tộc lòng người bàn hoàng, không biết từ chỗ nào nguyên khởi đồn đãi Nói là có một cái tên là dương khai nhân tộc hôm nay đang tại mộ quan vương lĩnh đại sát tứ phương, đã trước sau hủy hai tòa vực chủ cấp mặt sao, mà hắn hôm nay vị trí là không thiền lĩnh, hắn mục tiêu kế tiếp tự là không thiền vực chủ mặt sao. Đại đa số mặt tộc là không tin lời đồn đái này, khi bọn hắn trong nhận thức biết, nhân tộc mặc dù cứng cỏi cường đại, nhưng bởi vì không ngăn cản được mặt chi lực ăn mòn, cho nên cái này không mấy năm qua vĩnh viễn chỉ có thể có đầu rút cổ khi bọn hắn kiến tạo quan ải bên trong, đối mặt mặt tộc đại quân tiến công chỉ có thể tự bảo vệ mình, lại làm sao có thể giết đến mặt tộc nội địa, chớ đừng nói chi là đi hủy diệt vực chủ mặt sau rồi. Thẳng đến một ngày này, một đầu ba nghìn trượng dài, toàn thân kim chói, lân giáp bao trùm quái vật khổng lồ bỗng nhiên hàng lâm, kinh khủng kia uy áp lại để cho rất nhiều thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc trong lòng run sợ, điều này cũng làm cho mà thôi. Cái kia chưa bao giờ thấy qua lập loài kim quan quái vật khổng lồ một chỉ móng vuốt bên trên, lại vẫn trảo cái này một cây mấy ngàn trượng dài cự thương cái này quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống hung hăng một thương hướng vực chủ mặt sào quét tới chỉ một cú đánh cũng chỉ có một kích sừng sững tại đây phiến trên lãnh địa đã vài vạn năm sinh ra đời vô số ma tộc cho sở hữu sinh tại đây địa mặt tộc cung cấp nghĩ lại chi địa mặt sào lại bị chặn ngang chặt đứt mặt sào sụp đổ nồng đậm mặt chi lực như thủy triều giật tán không thiền lĩnh bên trên sở hữu mặt tộc đều thất kinh Lưu thủ nơi đây các lĩnh chủ nhanh chóng lên không nên địch, nhưng mà cùng nhân tộc tương đối hình thể khổng lồ mặt tộc, tại đây dạng một cái quái vật khổng lồ trước mặt, lại như con sâu cái kiến nhỏ bé. Kinh khủng kia cự vật nhìn cũng không nhìn những lĩnh chủ kia liếc, chỉ là mở ra giữ tận miệng khổng lồ, mạnh mà mạ nhổ, theo cái kia trong miệng thốt ra khủng bố hỏa diễm. Chỉ một thoáng, nguyên một đám mặt tộc khí tức tàn lụi, không thiền lĩnh lâm vào một cái biển lửa bên trong, không biết có bao nhiêu mặt tộc vì vậy mà chết kinh khủng kia cự vật chập chờn dáng người theo trên lãnh địa không bay qua chỗ đến chi địa vô số mặt tộc bị thu hoạch được tính mạng không chỉ như thế nó cái kia cực lớn móng vuốt còn đã nắm từng gian chất đầy vật tư cửa hàng mỗi trảo lấy một gian cái kia cửa hàng liền biến mất không thấy gì nữa đoạn ngắn không đến nửa thời gian uống cạn chung trà toàn bộ không thiền lĩnh một mảnh núi thay biển máu mặt tộc nhóm phấn khởi phản kháng phô thiên cái địa công kích hướng cái kia quái vật khổng lồ oanh khứ mới bắt đầu không thấy hiệu quả, nhưng rất nhanh liền đánh chính là cái kia quái vật khổng lồ đau đớn kêu trên, máu tươi bay tứ tung. Một trận chiến này cũng không có tiếp tục bao nhiêu thời gian, tự kinh khủng kia quái vật khổng lồ hiện thân đến đem nó bức lui, cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Nhưng ở cái này trong vòng nửa canh giờ, trước sau vẫn lạc mặt tộc lại cao tới mấy vạn chúng, toàn bộ không thiền lĩnh tức thì bị đánh chính là phá thành mảnh nhỏ, nhân viên cùng vật tư tổn thất khó có thể đoán chừng để cho nhất mặt tộc nhóm cảm thấy tuyệt vọng chính là không thiền vực chủ mặt sào bị hủy rồi. Đây chính là mặt tộc căn cơ, có thể nói sinh tồn ở chỗ này trăm vạn mặt tộc, cơ hồ đều là cái này mặt sào thai ngén đi ra, đối với những mặt tộc này mà nói, không thiền vực chủ mặt sào có không giống bình thường ý nghĩa, là bọn hắn tánh mạng tồn tại biểu tượng. Mà hôm nay, cái này mặt sào rõ ràng bị hủy rồi, mặc dù nó còn có một chút sinh cơ, nhưng bị cái kia quái vật khổng lồ chặn ngang chặt đứt phía dưới, mặt sào héo rũ đã không thể tránh né, dùng không được bao lâu, mặt sào sẽ triệt để héo rũ chết đi. Phần đông mặt tộc lòng đầy căm phẫn, kêu gào lấy muốn tìm cái kia quái vật khổng lồ báo thù rửa hận, nhưng mà lại đi nơi nào có thể tìm được cái kia quái vật khổng lồ bóng dáng. Nó dết ra lớp lớp vòng vây về sau liền bỗng nhiên ly kỳ địa biến mất không thấy. Hơn nữa bởi vì không sao vực chủ mặt sao bị hủy, toàn bộ không thiền lĩnh lĩnh chủ cấp mặt sao cũng vì vậy mà toàn bộ diệt vong, mạng lưới tình báo như vậy tê liệt, lại để cho bọn hắn muốn đi truyền ra bên ngoài lần lượt tin tức đều làm không được. Giá trị này thời điểm, Dương Khai Chính ẩn núp tại một đoàn mặt vân bên trong yên tĩnh chữa thương. Dĩ vãng hắn chữa thương thời điểm còn có chút chờ đợi lo lắng, sợ hắc quyên thằng này đuổi giết mà đến, hôm nay nhưng lại không có cái này lo lắng, ở đằng kia quỷ quyệt dị không gian chiến trường ở bên trong, hắc quyên ý chí bị chính mình trọng thương, thần hồn đã bị cực lớn tổn thương, thằng này hôm nay chỉ sợ cùng chính mình đồng dạng, không biết trốn ở địa phương nào chữa thương, cái đó còn dám đến tìm phiền toái cho mình. Không bị chính mình tìm được cũng không tệ rồi. Không có vực chủ cấp bậc cường giả ra tay, dùng dương khai thực lực hôm nay, đụng phải nhiều hơn nửa mặt tộc cũng không đủ gây sợ. Dùng dưới mắt mặt tộc bên này tình huống, sự hiện hữu của hắn quả thực tự là giao long nhập biển, mảnh hổ hạ sơn, không người có thể ngăn. Mấy ngày về sau, Dương Khai xong ra mặt vân, thẳng đến một cái phương hướng mà đi, ven đường mặc dù chợt có tao ngộ mặt tộc, như thế nào đối thủ của hắn, nhau nhau bị trảm giết sạch. Lại đếm rõ số lượng ngày, đi vào một cái khác vực chủ trên phong địa. Hắn trước sau hủy ba tòa vực chủ cấp mặt sau, mặt tộc bên này hiển nhiên đã đã được biết đến tính toán của hắn, biết rõ hắn chuyên môn chầm chầm vào vực chủ mặt sau ra tay, là dùng lúc này đây tao ngộ phản kháng vượt quá tưởng tượng mãnh liệt. Dương Khai mới hiện ra long thân, bên kia sớm đã mai phục tốt các lĩnh chủ liền đón đầu chạy tới. Rậm rạp chằng chịt, thô sơ giảng lược khẽ đếm, tối thiểu nhất có ba bốn trăm nhiều. Dù là Dương Khai hóa thân cự long, cũng bị lại càng hoảng sợ. Thực lực của hắn tuy mạnh, mặc dù đối mặt vực chủ cũng có bỏ chạy chi lực, nhưng ba bốn trăm lĩnh chủ hắn hay là đánh không lại. Dương Khai cũng không biết đây là đâu một vị vực chủ địa bàn, nhưng trước mắt tư thế, liền biết rõ cái này vực chủ dưới trướng lưu thủ các lĩnh chủ, đoán chừng tất cả đều tụ tập ở chỗ này rồi. Trách không được lúc trước hắn tiến về một chỗ lĩnh chủ mặt sào dò thám biết vực chủ cấp mặt sào vị trí thời điểm, căn bản không có đụng phải như dạng phản kháng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Chỉ là một chút do dự, Dương Khai liền thẳng hướng những lĩnh chủ kia xung phong liều chết tới. Phần đông mặt tộc lĩnh chủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dương Khai lại hung mảnh như vậy, lập tức cái kia ba nghìn trượng khủng bố cự vật chính diện đánh úp lại một chỉ long trảo bên trên còn vung vẩy lấy cái kia cực lớn trường thương không ít lĩnh chủ bản năng lựa chọn tránh né cự long khổng lồ thân hình theo các lĩnh chủ chính giữa trực tiếp xuyên qua tại từng đạo cường đại công kích đến long huyết rơi long lân tung bay mặc dù có mấy cái không may lĩnh chủ bị thương long thương quét trúng lập tức hài cốt không còn nhưng đối với sở hữu lĩnh chủ số lượng mà nói hay là không ảnh hưởng toàn cục bất quá dương khai cũng chỉ cần đột phá bọn hắn phong tỏa là được không chút nào chú ý sau lưng lĩnh chủ điên cuồng công kích thương long thương trực tiếp chặn ngang quét trúng sừng sững tại cả vùng đất vực chủ mặt sau thời gian dài như vậy cùng mặt tộc đấu trí đấu dũng xuống dương khai cũng phát hiện mặt sào yếu ớt mặt sào thứ này bản thân không có gì phòng hộ lực chớ nói hắn hóa thân cự long cầm trong tay thương long thương như vậy quét xuống dưới là hình người tư thái một kích toàn lực cũng có thể đem mặt sào phá hủy cho nên hắn căn bản không cần cùng những lĩnh chủ này truyền đấu, mục tiêu của hắn, thủy chung là phá hư vực chủ cấp mặt sao mà thôi. Cự Long chi thân, tăng thêm cực lớn thương long thương, phát huy ra khó có thể tưởng tượng phá hư, một thương phía dưới, mặt sao chặn ngang mà đoạn, âm âm ngã xuống. Dương Khai nhìn cũng không nhìn, theo cái kia phồn hoa thành trì trên không xẹt qua, trong miệng long tức phục lên, vô số mặt tộc bỏ mạng tại này, mà phía sau của hắn, mấy trăm lĩnh chủ ra sức đuổi theo, thỉnh thoảng lại hướng hắn đánh ra từng đạo hung mảnh công kích cho đến đưa hắn lưu lại dương khai mặc dù cực lực trốn tránh nhưng thân hình khổng lồ tai hại tại thời khắc này lộ rõ cái kia từng đạo công kích cơ hồ toàn bộ đánh vào trên người hắn lại để cho thân hình hắn chấn động rồng ngâm gào thét tình như vậy huống xuống muốn cướp sạch tại đây đã rất không có khả năng rồi bất luận cái gì một điểm trì hoãn đều có khả năng lại để cho thương thế hắn tăng thêm mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng chủ yếu mục tiêu đã đạt thành, là dùng dương khai không chút do dự, sẽ qua thành trì trùng thiên mà đi. Các lĩnh chủ vẫn còn theo đuổi không bỏ, bất quá chờ dương khai thu long thân, hóa thành hình người, liên tiếp thúc giục mấy lần không gian pháp tắc về sau, liền bị mất tung ảnh của hắn. Khắp nơi tìm không có kết quả, các lĩnh chủ cũng không khỏi không buông tha cho, quay đầu nhìn lại, vực chủ mặt sào đã hủy, trên lãnh địa một mảnh đống bừa bộn, Bọn hắn mặc dù đối với cái kia cự long đã tạo thành trình độ nhất định tổn thương, nhưng dù sao không có đưa hắn triệt để lưu lại, đúng là vẫn còn lại để cho hắn chạy thoát đi. Lại một chỗ vực chủ cấp mặt sao bị hủy, mộ quan vương lĩnh trong sở hữu mặt tộc đều như Lâm đại địch, ai cũng không biết Dương Khai hội lúc nào lại bỗng xuất hiện, lao xuống một tòa vực chủ mặt sao ra tay, ai cũng không biết hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là cái đó một tòa vực chủ cấp mặt sao. Theo trước khi đối kháng Dương Khai kinh nghiệm đến xem, mặc dù là mấy trăm lĩnh chủ liên thủ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hắn phá hủy mặt sào quyết tâm cũng không phải nói mấy trăm lĩnh chủ đánh không lại dương khai chính yếu nhất chính là thằng này căn bản không cùng các lĩnh chủ có quá nhiều dây dưa giữa cái kia cự long chi thân liều mạng bị thương xông qua các lĩnh chủ phong tỏa trận hình về sau liền thẳng đến mặt sào mà đi các lĩnh chủ cũng ngăn không được a à. mà hôm nay vương chủ đại nhân cùng mấy vị vực chủ đang tại cùng âm dương quan lão tổ giao thủ Hắc quyên vực chủ càng là không biết tung tích, các lĩnh chủ muốn tìm một cái chủ trì đại cục đều tìm không thấy, toàn bộ vương lĩnh chi địa, có thể nói là quần lông vô thủ, sức đầu mẻ tráng. Hôm nay các lĩnh chủ có khả năng làm là hội tụ đến riêng phần mình vực chủ mặt sạo bên kia, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời chuẩn bị ứng đối dương khai tập kích, kỳ vọng một ngày kia có thể đem dương khai chặn đường xuống, đưa hắn chém giết tại chỗ. Là dùng hôm nay mộ quan vương lĩnh ở bên trong, mỗi một tòa vực chủ mặt sao phụ cận, đều có mấy trăm lĩnh chủ tụ tập, mà may mắn còn sống sót vực chủ cấp mặt sao đã ở tùy thời trao đổi lấy riêng phần mình tình báo, thông báo dương khai hướng đi. Nhất là cùng lần trước bị hủy mặt sao láng giềng mấy cái vực chủ lãnh địa, càng là mặt tộc chú ý trọng yếu nhất. Nếu như đoán không lầm lời nói, dương khai mục tiêu kế tiếp, đích thị là cái này mấy cái vực chủ mặt sao một trong. Là dùng cái này mấy chỗ vực chủ lãnh địa ở bên trong, vô số mặt tộc bị gắn đi ra ngoài, tìm kiếm Dương Khai bóng dáng, mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai thủy chung không thấy bóng dáng, mặt tộc bên này áp lực càng lúc càng lớn. Bởi vì theo trước khi kinh nghiệm đến xem, Dương Khai mỗi một lần phá hủy mặt sào đều ẩn nút một thời gian ngắn, mà khi hắn lại lần nữa hiện thân lúc, tất hội nhất lên một hồi gió tanh mưa máu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5112 ta à, có lẽ có thể tìm được hắn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mặt tộc bên này phỏng đoán, Dương Khai ẩn nút thời kỳ hẳn là tại chữa thương, dù sao mỗi một lần hắn hiện thân đều sẽ bị đả thương, bất quá thời gian này sẽ không quá trưởng, cái này gọi Dương Khai nhân tộc tự hồ có cực kỳ cường đại năng lực khôi phục, nghiêm trọng đến đâu thương thế, tu dưỡng 10 ngày nửa tháng cũng có thể khỏi hẳn. Mà theo mặt đồ nhóm để lộ ra tới tình báo, dạng này sức khôi phục hẳn là cùng hắn long tộc huyết mạch có to lớn liên quan, long tộc sức khôi phục cường đại đến cực điểm. Sau nửa tháng, Dương Khai quả nhiên lần nữa hiện thân, cùng mặt tộc bên này phỏng đoán đồng dạng, hắn hiện thân lúc trước bị hủy diệt mặt tổ vực chủ lãnh địa láng giềng chi địa. Cho dù nơi đó sớm đã mai phục tốt mấy trăm lãnh chúa, thậm chí tại mặt độ nhóm hiệp trợ hạ bố trí cấm chế trận pháp, nhưng vẫn như cũ khó cản một đầu ba ngàn trượng cự long trùng sát chi lực. Như lần trước đồng dạng tình huống lại lần nữa trình diễn, kia cự long hủy mặt tổ, đánh càng không vỡ vụn, dù thụ thương không nhẹ, cuối cùng vẫn phá vây rời đi, không thấy bóng dáng. Lại một tòa vực chủ mặt tổ bị hủy. Trong lúc nhất thời, mặt tộc bên này tiếng oán than dậy đất, mà mặt tổ hủy diệt cũng làm cho tất cả mặt tộc cùng chung mối thù, đông đảo lãnh chúa trong lòng âm thầm quyết tâm, thế muốn đem Dương Khai tru sát, rửa sạch nhục nhã trong hư không bốn phía đều là tìm kiếm dương khai bóng dáng mặt tộc, dẫn đến dương khai chữa thương đều trở nên khó khăn không ít. Bất quá dù vậy, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, cũng yên nguyên sẽ có một tòa vực chủ mặt tổ hủy ở dương khai trên tay, đối mặt hắn hóa thân cự long cùng bạo chi lực, không có cường giả trấn giữ mặt tộc cũng không có quá tốt ứng đối chi pháp. Thẳng đến một ngày này, đương dương khai lại lần nữa hóa thân cự long giáng lâm một chỗ vực chủ lệ thuộc trực tiếp lãnh địa lúc, phía trước lập tức lao ra năm sáu trăm lãnh chúa. Một phen kịch chiến, Dương Khai tuy có thu hoạch, nhưng cuối cùng bởi vì quấy nhiễu quá lớn, thực sự không cách nào tới gần mặt tổ chỗ, mà tại cái này mấy trăm lãnh chúa vây công dưới, hắn cũng không dám có bất kỳ phớt lờ, nếu không vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Bị bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể tạm thời thối lui. Cách Dương Khai xuất thủ hủy diệt tòa thứ nhất vực chủ mặt tổ đến nay, không sai biệt lắm đã có non nửa năm thời gian, trong khoảng thời gian này bị hắn hủy đi vực chủ mặt tổ, nói ít cũng có 10 tòa. Dĩ vãng mặt tộc các lãnh chúa cho dù đem hết toàn lực, cũng khó có thể đem hắn ngăn lại, ngày hôm nay thế mà để hắn không công mà lui. Mắt thấy Cự Long thay đổi thân hình bỏ chạy, đông đảo lãnh chúa tinh thần đại chấn, hưng phấn hô to, có lãnh chúa càng là dũng mãnh truy sát ra ngoài, bất quá cuối cùng vẫn để Dương Khai cho chạy trốn. Mặc dù không có thể đem Dương Khai lưu lại, nhưng đây cũng là mặt tộc các lãnh chúa đối mặt dương khai lần thứ nhất thắng lợi tại cố gắng của bọn hắn cùng nỗ lực dưới bảo vệ một tòa bị dương khai để mắt tới vực chủ mặt tổ đôi này tất cả mặt tộc tới nói đều ý nghĩa phi phàm đáng giá ăn mừng so sánh với mặt tộc nhóm một người làm quan cả họ được nhờ dương khai giờ phút này cực độ khó chịu gần nhất trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp xuất thủ mặc dù hủy đi không ít vực chủ mặt tổ canh chết rất nhiều lãnh chúa chiến quả phong phú nhưng hắn cũng cảm thấy, theo hắn xuất thủ số lần tăng nhiều, gặp được lực cản càng lúc càng lớn. Không nói những cái khác, hắn mỗi lần đối mặt lãnh chúa số lượng đều đang gia tăng. Mà lại rất nhiều lãnh chúa, nhìn đều có chút nhìn quen mắt, nói cách khác, tuyệt đối không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Dương Khai rất nhanh kịp phản ứng, những cái kia nhìn nhìn quen mắt lãnh chúa, đúng từ khác vực chủ lãnh địa bên trong tiếp viện tới. Mục tiêu của hắn cực kỳ minh xác, liền là nhìn chầm chầm cấp vực chủ mặt tổ phá hủy. Một chỗ cấp vực chủ mặt tổ bao trùm lãnh địa, thường thường có ba bốn trăm lãnh chúa tụ tập thủ hộ, một khi bị hắn đắc thủ phá hủy, những lãnh chúa này nhóm liền sẽ tiếp viện phụ cận mặt tổ, cho nên hắn hôm nay đụng phải lãnh chúa mới có thể nhiều như vậy, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy nhìn quen mắt lãnh chúa, những này nhìn quen mắt lãnh chúa đều là trước đây từng giao thủ qua. Nếu là như vậy, kia theo hắn phá hủy mặt tổ số lượng gia tăng, ngày sau gặp phải lực cản tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Hôm nay hắn đã mất tay, dù sau năm 600 lãnh chúa liều chết thủ hộ, hắn hóa thân cự long cũng không đột phá nổi, ngược lại tự thân bị đánh vết thương chồng chất. Xem ra, trận này trò chơi liền muốn đến đây kết thúc, tiếp tục cưỡng ép vì đó, chỉ sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá cũng may hắn đã phá hủy không ít vực chủ mặt tổ, xem như hung hăng đã thương nặng mặt tộc, Cành cướp sạch mấy chỗ vực chủ trên lãnh địa tài nguyên, chém giết mặt tộc vô số, chiến quả như vậy cực kỳ phong phú. Dù không có cam lòng, Dương Khai vẫn là quyết định thối lui. Hắn tin tưởng trải qua mình như thế nháo trò, mộ quan vương lĩnh mặt tộc chắc chắn nguyên khí đại thương, không có hàng trăm hàng ngàn năm mơ tưởng hoàn toàn khôi phục lại, không nói những cái khác, riêng là bị hủy diệt cấp vực chủ mặt tổ cùng kia gấp mấy chục lần số lượng lãnh chúa cấp mặt tổ, liền đầy đủ mặt tộc thịt đau quyết định chú ý, Dương Khai yên lặng chữa thương. Đoạn đường này trở về chú định sẽ không quá bình, không nói đến dọc theo đường khẳng định phải tao ngộ mặt tộc, chính là âm dương quan bên ngoài mặt tộc đại quân, đối với hắn mà nói cũng là một cọc phiền phức. Mấy ngày về sau, ngay tại trong lúc chữa thương Dương Khai trong lòng khẽ động, tại tiểu càng khôn bên trong hóa thành phân thân. Đây là một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa, trước đó bị dương khai thu vào tiểu càng khôn 300 vị luyện khí sư liền được an trí ở chỗ này bất quá mặc dù bọn hắn được an trí ở chỗ này nhưng ngoại trừ tĩnh tâm tu dưỡng bên ngoài chuyện gì khác đều không làm được dù sao nơi này là dương khai tiểu càng khôn bọn hắn nếu là tùy ý thôi động tự thân thiên địa vĩ lực chỉ làm cho dương khai gia tăng gánh vác thậm chí khả năng ô nhiễm dương khai tự thân lực lượng đám người tự nhiên biết điểm này cho nên những ngày này đều đang hoàng đợi lộ ra không có việc gì chỉ là trải qua thời gian dài như vậy bọn hắn cũng không biết bên ngoài đến cùng làm sao vậy dương khai càng không có muốn đem bọn hắn thả ra ý tứ ngô tinh hà bọn người không khỏi có chút lo lắng dương khai tình cảnh liền muốn tìm dương khai hỏi một chút đúng lấy đương dương khai phân thân hiển hóa thời điểm ngô tinh hà bọn người lập tức vây tụ đi qua mấy vị sư huynh có chuyện gì sao dương khai hỏi ngô tinh hà nói dương sư đệ chúng ta còn không có trở lại quan nội sao? Dương Khai lắc đầu nói. Tạm thời còn không có về quan nội, gặp được một điểm ngoài ý muốn, chúng ta bây giờ còn tại mặt tộc nội địa. Còn tại mặt tộc nội địa. Quan Ninh kinh ngạc. Vương Tư Bá cũng ân cần nói. Gặp được cái gì ngoài ý muốn? Nhưng có địa phương nào cần chúng ta hỗ trợ? Dương Khai lắc đầu nói. Mặt tộc nội địa bên này mây đen bộc phát, mặt chi lực trải rộng, chư vị vẫn là đừng đi ra ngoài, miễn cho bị mặt chi lực nhiễm. Ngô Tinh Hà bọn người dù sao đều tự chém tu vi, tổng thất phẩm rơi xuống đến lục phẩm, để cho Dương Khai thu nhập tiểu càng khôn bên trong, bây giờ phẩm giai rơi xuống, tiểu càng không không hoàn chỉnh, thì càng dễ dàng bị mặt chi lực ăn mòn, cái khác luyện khí sư càng là không trông cậy được vào, đều chỉ có năm sáu phẩm tu vi. Về phần gặp được cái gì ngoài ý muốn, cũng là không phải đại sự, chỉ là ta gần nhất tại phá hủy mặt tộc mặt tổ. Dương Khai đem mình gần nhất làm sự tình nói một cách đơn giản một lần, cũng không phải muốn tranh công, chỉ là hắn cũng lý giải những luyện khí sư này một mực ở tại tiểu càng không bên trong, không rõ ràng tình huống ngoại giới, khó tránh khỏi có chút bất an, dứt khoát đem mình gần nhất động tác nói thẳng ra, để bọn hắn biết cũng không phải là mình không về được quan nội, mà là không muốn cứ như vậy trở về nghe nói dương khai thế mà lẽ loi một mình hủy nhiều như vậy vực chủ mặt tổ canh vết mặt tộc máu chảy thành sông đông đảo luyện khí sư đều sợ ngay người bản năng có chút không dám tin tưởng dù sao dương khai cũng chỉ là một cái thất phẩm mà thôi tuy nói bây giờ mặt tộc bên này hậu phương trống rỗng nhưng cho dù là bác phẩm tổng trấn xuất thủ cũng làm không được những này hành động vĩ đại đi nhưng bọn hắn cũng biết dương khai không có lừa gạt tất yếu nói cách khác những sự tình này đều là đã phát sinh ngô tinh hà bọn người tâm thần chấn động không thôi bội phục không thôi tốt một lát ngô tinh hà mới hồi phục tinh thần lại sư đệ ngươi nói là kia cấp vực chủ mặt tổ bị hủy tất cả nguồn gốc từ cái này cấp vực chủ mặt tổ tử tổ đều sẽ khô héo theo dương khai gật đầu nói không sai ngô tinh hà cấp tốc tính toán một chút một tòa cấp vực chủ mặt tổ tối thiểu nhất liên quan mấy chục trên trăm tòa lãnh chúa cấp mặt tổ, nếu là như vậy, vì vậy mà hủy diệt lãnh chúa cấp mặt tổ chẳng phải là có mấy trăm hơn ngàn tòa. Đại khái có. Đông đảo tất cả đều huyết sâu một hơi. Vương tư bá rung giọng nói. Kia hát quyên cũng bị ngươi đã thương. Dương khai điểm điểm nói. Tên kia so với ta liều thần hồn chi lực, hắn lại không biết, ta có thần hồn chí bảo ôn thần liên thủ hộ xem như tìm nhầm đối thủ. Chỉ tiếc, hắn thần hồn dù bị thương nặng, bây giờ lại không biết trốn ở địa phương nào, ta cũng tìm không thấy hắn, nếu không có lẽ có thể thừa cơ hội này đuổi tận giết tuyệt. Ông thần liên. Ngô Tinh Hà thổn thức một tiếng, cái này chí bảo chi danh hắn tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới thiên địa này duy nhất chí bảo, thế mà tại dương khai trên thân. Có ông thần liên thủ hộ, hắc quyên thua không oan. Tóm lại nói đến, mặt tộc gần nhất tổn thất nặng nề chẳng qua hiện nay mặt tộc lưu thủ các lãnh chúa đều canh giữ ở vực chủ mặt tổ phụ cần ta đã không cách nào lại dễ dàng tay cũng là thời điểm nên đánh đạo trở về phủ ngô tinh hà nghe vậy gật đầu sư đệ vẫn là bảo toàn tự thân quan trọng ngươi bây giờ thất phẩm liền có thể lập xuống lớn như thế công ngày sau tấn thăng bát phẩm hẳn là nhân tộc ta lương đóng không được có cái gì sơ xuất dương khai khiêm tốn một tiếng sư huynh quá khen. Nếu để cho ngươi tìm tới Hắc Uyên, ngươi bao lớn nắm chắc giết hắn. Vương Tư Bá bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Khai suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng, bất quá Hắc Uyên thần hồn bị thương, nghĩ đến thực lực đại tổn, nếu thật là đụng phải, cơ hội giết hắn không nhỏ. Vương Sư Huynh vì sao hỏi như vậy? Vương Tư Bá trên mặt hiện lên một chút do dự. Dương Khai trong lòng khẽ động. Vương sư huynh chẳng lẽ có biện pháp tìm tới Hắc Quyên? Vương Tư Bá trầm mặt không nói. Bất quá hắn cái dạng này đã nói rõ vấn đề, Dương Khai liền nói ngay. "Vương sư huynh nếu là thật sự có biện pháp, không ngại nói nghe một chút. Ta dù hủy không ít cấp vực chủ mặt tổ, để Mặc tộc nguyên khí đại thương, nhưng mặt tổ thứ này dù sao vẫn là có thể lại ấp trứng, chỉ là cần một chút thời gian cùng tinh lực đến tiến hành, nhưng nếu có cơ hội chém giết Hắc Quyên liền không đồng dạng." hát quyên thực lực tại mộ quan vương chủ dưới trướng tất cả vực chủ bên trong nhưng sắp xếp năm vị trí đầu, một cái hát quyên giá trị hơn xa 10 tòa vực chủ mặt tổ, vết hát quyên, đối mặt tộc mà nói tuyệt đối xem như trọng thương. Vương tư bá thở dài một tiếng. Ta không dám nói nhất định liền có thể tìm tới hắn, bất quá lại có thể thử một lần. Dương khai hai mắt tỏa sáng. Xin lắng tai nghe. Vương tư bá nói. Hắc Huyên trên người có một kiện phòng hộ bí bảo, đúng ta xuất thủ luyện chế. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5113 Tại sao lại tới, mọi người ăn Tết tốt? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dương Khai cẩn thận hồi tưởng một chút, lập tức kịp phản ứng. Cái kia băng đeo tay. Hắc quyên trên cánh tay phải có một cái băng đeo tay, Dương Khai tự nhiên là biết đến, dù sao cùng Hắc Quyên tiếp xúc rất nhiều lần, hắn tuy biết kia là xuất từ nhân tộc luyện khí sư chi thủ bí bảo, lại không nghĩ rằng kia lại là Vương Tư Bá luyện chế đồ vật. Quả nhiên, Vương Tư Bá vuốt cầm nói. Không tệ, liền là cái kia băng đeo tay, năm đó Hắc Quyên tìm tới ta, để cho ta hỗ trợ luyện chế một kiện phòng hộ bí bảo, ta liền là hắn chế tạo riêng kia băng đeo tay, vật này phòng hộ chi lực tuy nói không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu hắn một mạng sư đệ đã gặp qua vậy đã nói rõ hắn đúng tùy thời đeo trong người dương khai gật gật đầu xác thực như thế vậy thì dễ làm rồi vương tư bá cười cười nói sư đệ cũng là luyện khí sư hẳn phải biết chúng ta những luyện khí sư này phần lớn có một cộng long bệnh thích tại mình luyện chế đồ vật bên trong lưu lại một chút đặc biệt ấn ký hoặc là mà cái khác thứ gì dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng đây là tác phẩm của mình. Dương Khai đương nhiên biết điểm này, xác thực như Vương Tư Bá lời nói, rất nhiều luyện khí sư đều có cái thói quen này, tại mình luyện chế bí bảo bên trong lưu lại mình đặc biệt ấn ký, đương nhiên, cũng không phải mỗi một kiện đều sẽ lưu lại, chỉ có tại những cái kia tự cho là tinh phẩm bí bảo bên trong mới có thể lưu lại. Trước khi luyện khí sư nhóm cái này cách làm, chủ yếu là vì khai hỏa thanh danh của mình mà có được một vị luyện khí đại sư độc hữu ấn ký bí bảo, tại giá cả bên trên cũng tương tự biết bơi trướng thuyền cao. Cái này đặc hữu ấn ký có khi rõ ràng, có khi giấu dến, về phần dùng loại phương thức nào, liền nhìn luyện khí sư tâm tình. Kỳ thật loại sự tình này Dương Khai cũng đã từng làm, bất quá hắn lưu lại không phải cái gì đặc biệt ấn ký, mà là dấu dến cấm chế, cho mặt tộc các lãnh chúa luyện chế mỗi một kiện bí bảo đều có cái này dấu dến cấm chế đánh vết trác cổ thời điểm hắn liền thuận tay đem kia cấm chế kích hoạt, dẫn đến trác cổ nửa người giáp không có nửa điểm phòng hộ chi lực, bị hắn một kích mất mạng. Đúng dùng cái này khắc nghe xong vương tư bá chi ngôn, dương khai liền ngầm hiểu. Kia băng đeo tay bên trong có vương sư huynh lưu lại ấn ký. Không sai. Vương tư bá gật đầu, hắn nằm đó cho hắc quyên luyện chế kia băng đeo tay, không thể nghi ngờ là một kiện trân phẩm, cho nên mới sẽ lưu lại tự thân đặc biệt ấn ký, ta có thể lại luyện chế một đồ vật nhỏ, truy tìm ta kia ấn ký phương vị, có lẽ có thể nhờ vào đó tìm tới hắc quyên chỗ ẩn thân, bất quá nếu là hắc quyên ẩn thân tại nào đó một chỗ bí cảnh bên trong, lại hoặc là khoảng cách quá xa, cũng là truy tìm không đến. Ẩn thân tại bí cảnh bên trong, vậy liền không tại cùng một cái thiên địa, tự nhiên không cách nào truy tìm. Khoảng cách quá xa, cũng không cảm ứng được kia ấn ký vị trí. Bất quá cái này đã đáng giá thử, Dương Khai liền nói ngay nếu như thế, còn xin vương sư huynh hao tâm tổn trí, nếu thật có thể nhân cơ hội này chém giết hắc quyên tất nhiên là tốt nhất, như tìm không được tung ảnh của hắn, chúng ta liền về quan nội. Vương tư bá từ đều đồng ý. Bất quá tại dương khai tiểu càng không bên trong, hắn không cách nào tùy ý huy sái tự thân lực lượng, không làm sao được, dương khai chỉ có thể trước tìm một chỗ thích đáng chi địa. Cũng may mặt tộc nội địa bí cảnh không ít, dương khai trước đó đại náo thời điểm liền phát hiện rất nhiều bí cảnh bí ẩn môn hộ chỉ bất quá không có công phu thăm dò bây giờ muốn tìm một chỗ bí cảnh cũng không phải việc khó chỉ tốn một ngày công phu hắn liền thuận lợi tìm được một chỗ bí cảnh mở ra môn hộ tiến vào bên trong đem vương tư bá từ tiểu càng khôn bên trong phóng ra lại chuẩn bị cho hắn tốt tất cả luyện khí cần thiết luyện chế kia truy tìm chi vật cũng không phải là chuyện khó khăn lắm cũng chẳng mấy ngày nữa thời gian Dương Khai lại đem ngô tinh hà bọn người phóng ra, để bọn hắn hộ pháp, mình thì xâm nhập bí cảnh bên trong điều tra nhìn xem nơi đây phải chăng có cái gì nguy hiểm, đồng thời cũng coi là thăm dò một phen. Vạn nhất nơi này có cái gì dược liệu quý giá hoặc là huyền tẩn linh quả loại hình, cũng có thể thuận tay hái. Thăm dò bí cảnh thời điểm, Dương Khai cũng đang suy nghĩ hắc nguyên chỗ ẩn thân. Vương Tư Bá mặc dù có thể luyện chế ra truy tìm chi vật, nhưng khoảng cách nếu là quá xa, cũng không phát huy được tác dụng, cho nên hắn nhất định phải xác định hắc quyên đại khái ẩn thân phạm vi, như thế mới có thể tốt hơn phát huy kia truy tìm chi vật tác dụng. Hắc quyên thần hồn bị thương nặng, giờ phút này khẳng định đúng tại trong lúc chữa thương. Theo đạo lý tới nói, mặt tộc muốn chữa thương, trốn vào mặt tổ bên trong đúng lựa chọn tốt nhất. Mà hát quyên một cái cấp vực chủ cường giả, tự nhiên là phải vào cấp vực chủ mặt tổ nhưng hôm nay mộ quan vương chiếm hữu dương khai tại bốn phía làm loạn, chuyên môn nhìn chầm chầm cấp vực chủ mặt tổ ra tay, Hắc Uyên chưa hẳn dám làm như thế, vạn nhất bị dương khai cho ngăn ở mặt tổ bên trong, vậy coi như phiền toái. Cho nên dương khai có chắc chắn 8 phần 10, Hắc Uyên không tại bất luận cái gì một cái mặt tổ bên trong. Hắn vô cùng có khả năng trốn ở bị mình hủy đi cấp vực chủ mặt tổ bao trùm phạm vi bên trong, bởi vì những địa phương này đã không có mặt tổ, theo Dương Khai trước đó cách làm, đúng sẽ không đi những địa phương này, đối Hắc Uyên tới nói cũng là cực kỳ an toàn. Hắn thậm chí vô cùng có khả năng trốn ở lãnh địa của mình bên trong, chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối trò xiết. Mấy ngày về sau, Dương Khai từ bí cảnh chỗ sâu trở về, chỗ này bí cảnh bên trong không có quá nhiều vật có giá trị, nàng mặc dù đào được một chút dược liệu, bất quá cũng không có phát hiện huyền tẩn linh quả. Mà trong khoảng thời gian này Vương Tư Bá cũng đã đem kia truy tìm chi vật luyện chế hoàn thành. Ở Dương Khai trở về thời điểm, hắn lập tức đem một cái la bàn bộ dáng đồ vật giao đến Dương Khai trên tay. Mượn nhờ vật này, tại trong phạm vi nhất định, đều có thể cảm ứng được kia băng đeo tay vị trí, băng đeo tay chỗ, hẳn là hắc quyên chỗ. Ta đã biết. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Sư đệ ngàn vạn cẩn thận, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, kia dù sao cũng là hắc quyên vực chủ, nếu là không địch lại chớ có miễn cưỡng. Vương Tư Bá lại căng dặn một tiếng. Dương Khai nói. Sư Huynh yên tâm, ta còn muốn mang chư vị về quan, đương nhiên sẽ không mạo hiểm làm việc. Đem Vương Tư Bá cùng Ngô Tinh Hà bọn người lần nữa thu vào tiểu càng không bên trong, Dương Khai ra bí cảnh, dò xét hạ càng không đồ, thẳng hướng hắc quyên lĩnh phương hướng lao đi. Khi la bàn hắn một mực cầm trên tay, thỉnh thoảng điều tra một phen, bất quá một đường đi tới, cũng không động tĩnh chợt có tao ngộ mặt tộc đội ngũ thường thường vừa đối mặt liền bị chém giết sạch sẽ hắn bây giờ đụng phải những này mặt tộc ngay cả một cái lãnh chúa đều không có hả có thể ngăn trở hắn sát phạt xem ra lúc trước hắn suy đoán không sai tất cả mặt tộc lãnh chúa đều gấp rút tiếp viện phụ cận cấp vực chủ mặt tổ tại mặt tổ phụ cận ngồi chờ hắn bên ngoài những này mặt tộc trong đội ngũ tự nhiên là không thấy bất kỳ một cái nào lãnh chúa bóng dáng một đường gió tanh mưa máu Bất quá 7-8 ngày sau, Dương Khai liền đã đã tìm đến Hắc Quyên Lĩnh. Hắn thẳng đến Hắc Quyên lệ thuộc trực tiếp đất phong mà đi, đã suy đoán Hắc Quyên khả năng đang chơi dưới đĩa đèn thì tối trò xiết, như vậy hắn trốn ở lệ thuộc trực tiếp trên phong địa tỷ lệ lớn nhất, dù sau đây là hắn căn cơ sở tại, hắn muốn chữa thương lời nói, không tá trợ mặt tổ chi lực, ở chỗ này đúng thuận tiện nhất. Nhưng mà các loại Dương Khai đuổi tới kia phụ lục chỗ thời điểm, quan sát tỉ mỉ trong tay la bàn, phát hiện la bàn vẫn không có động tĩnh. Hắc quyên không ở chỗ này địa. Dương khai nhướng mày. Vương tư bá luyện chế đồ vật hắn đúng tin được, cái này la bàn cũng không phải cái gì quá tinh vi bí bảo. Vương tư bá một cái luyện khí tông sư xuất thủ, không có khả năng không có tác dụng. Mà bây giờ la bàn không có phản ứng, khả năng duy nhất liền là Hắc quyên không ở chỗ này địa. Xem ra ngược lại là mình đoán sai, Dương Khai không khỏi có chút thất vọng không đến đều tới, cũng không thể tay không mà về, nhìn một cái phía dưới có chút vỡ vụn phù lục, dương khai lúc này thôi động long mạch chi lực, long ngâm gào thét ở giữa, bỗng nhiên hóa thành ba ngàn trượng quái vật khổng lồ. Phù trên lục địa mặt tộc gần nhất thời gian không tốt lắm. Lần trước cái kia gọi dương khai nhân tộc hóa thân cự long bỗng nhiên giết tới nơi này, chẳng những phá hủy nơi đây cấp vực chủ mặt tổ, sát thương không ít mặt tộc cường giả, canh đánh phù lục sơn băng địa liệt, thành trì rách nát rất nhiều cửa hàng tài nguyên đều bị kia cự long cho cướp sạch. Nguyên bản nơi này có một tòa cấp vực chủ mặt tổ, mặt chi lực nồng đậm đến cực điểm, đúng mặt tộc dựa vào sinh tồn căn cơ cùng vốn liếng, mà bây giờ mặt tổ đều bị hủy, toàn bộ phụ lục mặt chi lực ngày càng mỏng manh, bị đã thương mặt tộc nhóm thương thế thật lâu không cách nào khôi phục. Có thể tưởng tượng, không bao lâu, nơi này còn sót lại mặt chi lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét mà bây giờ, Hắc Quyên Đại Nhân không biết tung tích, nguyên bản nơi đây còn có một số lãnh chúa lưu thủ, nhưng giờ phút này cơ hồ tất cả lãnh chúa đều đã rời đi, tự hồ là đi chi viện khác cấp vực chủ mặt tổ. Toàn bộ phù trên lục địa mặt tộc, lòng người bàn hoàng, đối tương lai một mảnh mê mang, tuy có một chút thượng vị mặt tộc đứng ra tuyên dương vực chủ đại nhân không biết vứt bỏ bọn hắn, chắc chắn lại tìm tới một tòa mặt tổ vững chắc căn cơ, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì ngay tại phù trên lục địa đông đảo mặt tộc hoảng loạn thời điểm, một tiếng lông ngâm gào thét đột nhiên từ thiên ngoại truyền đến. Thanh âm này, tự hồ có chút quen tai. Rất nhiều mặt tộc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ ngày đó bên ngoài, một đầu dài mấy ngàn trượng, toàn thân kim quan chói mắt cự lông, lắc đầu vẫy đuôi dết xuống tới. Tại sao lại đến rồi? Còn lưu tại phù trên lục địa mặt tộc nhóm đều nhanh điên rồi, không phải nói cái này cự long gần nhất chỉ nhìn chầm chầm cấp vực chủ mặt tổ ra tay sao. Nơi đây mặt tổ đã hủy, nó làm sao lại lại chạy tới. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, cự long đã trùng sát xuống tới, những nơi đi qua, mặt tộc tử thương không đến được. Lần trước Dương khai hóa thân cự long tới đây thời điểm, còn tao ngộ không ít lãnh chú ngăn cản, nhưng mà lần này gặp được mặt tộc, thực lực mạnh nhất cũng bất quá thường vị mặt tộc mà thôi, đối mặt kia vô thượng long uy, mặt tộc sớm đã giật mình bể mật nhào nhào bôn tẩu đào vong nào dám trực tiếp va chạm cự long như vào chỗ không người tùy ý trùng sát lông tức phun ra phía dưới mặt tộc thảm âm thanh kêu rên một canh giờ sau các loại dương khai rời đi lúc toàn bộ phù lục đã triệt để vỡ vụn hóa thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ hướng hư không bốn phía phiêu tán vì vậy mà tử vong mặt tộc càng là khó mà tính toán thô sơ giảng lược đoán chừng tối thiểu nhất cũng có mười mấy vạn tuy nói không có một cái lãnh chúa nhưng những này thường vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc thế nhưng là mặt tộc căng cơ tử thương quá lớn cũng sẽ ảnh hưởng ngày sau giai tầng kéo dài canh có kia từng nhà cửa hàng bị cướp sạch trống không dương khai lần trước tới mặc dù cũng cướp sạch một phen nhưng thời gian vội vàng cũng không có cướp sạch quá nhiều lần này ngược lại là không kiên nể gì cả xuất thủ từ mặt tộc bên này hung hăng cắt mấy cân thịt toàn bộ phù lục đều bị đánh nát ra dưới trướng mặt tộc tử thương to lớn, hắc quyên lệ thuộc trực tiếp lãnh địa xem như triệt để hủy. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, cái thứ nhất bị nhân tộc triệt để hủy đi, mặt tộc vực chủ lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5114 Đi mòn giày sắc tìm chẳng thấy. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chỉ tiếc không thể ở chỗ này tìm tới Hắc Quyên. Hắc Quyên thần hồn bị thương, như thật tìm tới hành tung của hắn, Dương Khai vẫn còn có chút nắm chắc đem hắn chém giết, bây giờ hư không rộng lớn vô biên. Dương Khai cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm Hắc Uyên tung tích. Việc đã đến nước này, không cách nào cưỡng cầu. Đúng thời điểm trở về quan nội, mặt tộc đại quân vây công âm Dương Quang, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Hạ quyết tâm, Dương Khai thẳng hướng âm Dương quan vị trí lao đi, không gian pháp tắc thôi động phía dưới, thân hình lơ lửng không cố định, dọc theo đường thông thuận đến cực điểm, có lẽ là gần nhất trong khoảng thời gian này bị hắn giết sợ, dọc đường đúng là ngay cả trải rác mặt tộc đều không có gặp được. Gần nửa ngày về sau, ngay tại Dương Khai sắp rời đi hắc quyên lĩnh, tiến vào một cái khác vực chủ lãnh địa thời điểm, một mực bị hắn cầm trong tay la bàn bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Trước đó tại Hắc Quyên lệ thuộc trực tiếp trên lãnh địa mặc dù không có tìm tới tung tích của hắn, nhưng Dương Khai nhiều ít báo đáp một tia kỳ vọng, chờ mong trả lại trình trên đường có phải hay không có thể phát hiện Hắc Quyên tung tích, cho nên cái này Từ Vương Tư Bá xuất thủ luyện chế La bàn hắn cũng không có thu hồi, mà là một mực cầm trên tay. Bây giờ lại thật sự có phản ứng, khi chấn động cùng với yếu ớt, bất quá Dương Khai tốt xấu đúng thất phẩm khai thiên, mà lại bởi vì có chỗ chờ mong cho nên một mực phân tâm chú ý la bàn động tĩnh, đúng lấy lập tức liền đã nhận ra. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tay la bàn bên trong kim đồng hồ ngay tại rất nhỏ loạn choạng, chỉ hướng một cái nào đó đại khái phương vị. Dương Khai lập tức con ngươi tỏa sáng, la bàn có phản ứng, cái này nói rõ đã cảm ứng được kia băng đeo tay chỗ, mà kia băng đeo tay thì một mực bị hắc quyên đeo bên phải trên cánh tay, băng đeo tay chỗ chính là hắc quyên chỗ ẩn thân la bàn kim đồng hồ sở dĩ một mực rất nhỏ lay động, là bởi vì lẫn nhau khoảng cách vẫn là hơi có chút xa, đoán chừng là vừa vặn có thể cảm ứng được băng đeo tay chỗ khoảng cách, cho nên chỉ có thể vạch một thứ đại khái phương vị. Cái này đầy đủ. Dương Khai vui mừng quá đổi, vốn cho rằng bỏ lỡ kích cơ hội giết hắc uyên, không nghĩ tới sự tình còn có dạng này chuyển hướng. Lúc này thu liễm tự thân khí tức, lần theo kim đồng hồ lắc lư phương hướng, hướng bên kia lao đi. Hắc Định tại trong lúc chữa thương, tuy nói hắn thần hồn bị thương, nhưng tốt xấu đúng cấp vực chủ cường giả, thật đánh nhau cũng không phải dễ dàng như vậy cầm xuống, Dương Khai nếu là có thể thừa dịp bất ngờ đánh lén, có lẽ có thể nhất cử kiến công. Theo Dương Khai tới gần, trong tay la bàn kim đồng hồ lắc lưu biên độ cũng chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng dừng lại xuống tới. Gần nửa ngày về sau, mượn nhờ một đoàn mây đen che lấp, Dương Khai ẩn núp trong đó, lặng lẽ dò xét phía trước một khối phù lục kia phù lục diện tích không nhỏ, cũng không biết đúng tòa nào càng không thế giới sau khi vỡ vụn lưu lại, dạng này phù lục tại toàn bộ mặt chi chiến trường có rất nhiều, nhất là mặt tộc trên lãnh địa, rất nhiều lãnh chúa cùng vực chủ đều thích tại dạng này phù trên lục địa thành lập lãnh địa của mình. Hắc quyên trước đó lệ thuộc trực tiếp đất phong liền xây dựng ở một khối phù trên lục địa. Tại Dương Khai quan sát dưới, trước mắt cái này một khối to lớn phù lục ngược lại là không có mặt tộc hoạt động bóng dáng, cũng không nhìn thấy hắc quyên thân ảnh, thậm chí ngay cả hắc quyên khí tức đều không phát hiện được. Nhưng mà la bàn kim đồng hồ chỉ phương hướng, chính là khối này phù lục, nói cách khác, hắc quyên tuyệt đối núp ở bên trong. Lại quan sát một trận, từ đầu đến cuối không thể tìm ra hắc quyên bóng dáng, dương khai nhíu nhíu mày, lách mình từ mây đen bên trong sông ra, thẳng đến phù lục mà đi. Hắc quyên không biết giấu ở nơi nào, chỉ có thể trước đem hắn tìm đến. Tận khả năng thu liễm tự thân khí tức cùng sinh cơ, Dương Khai giống như quỷ mị đồng dạng tại phù trên lục địa hoạt động. Hắn bản còn có chút lo lắng dạng này chút bộc lộ hành tung, dù sao hắn lại như thế nào thu liễm khí tức, khoảng cách gần như thế, Hắc Quyên cũng có khả năng chút phát giác. Song khi hắn dò xét hơn phân nửa phù lục về sau, Hắc Quyên cũng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Dương Khai lập tức yên lòng, xem ra Hắc Quyên thụ thương không nhẹ, mặt tộc bị thương nặng lúc rơi vào trạng thái ngủ say đúng nhanh nhất phương thức chữa thương. Nói như vậy, Hắc Quyên vô cùng có khả năng tại cái này phù lục nơi nào đó ngủ say. Như thế dễ dàng hơn hắn hạ thủ. Chỉ tiếc hắn dò xét hơn phân nửa phù lục, thế mà cũng không tìm được Hắc Quyên tung tích, thẳng đến một đoạn thời khắc, một ti tiết ra ngoài mặt chi lực đưa tới chú ý của hắn. Cái này trong hư không bởi vì mặt tộc hoạt động nguyên nhân, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được mặt chi lực, có chút thậm chí ngưng tụ thành mây đen cho nên bàn sơ dương khai cũng không có đối cái này tiết ra ngoài mặt chi lực có quá nhiều lưu ý. Thẳng đến xác định những này mặt chi lực tựa hồ có chút không thích hợp thời điểm, mới cẩn thận quan sát. Chốc lát, dương khai liền phát giác được, những này mặt chi lực đầu nguồn, hẳn là tại phù lục nội bộ, như thế nói đến, hắc quyên ẩn thân tại cái này phù lục bên trong. Trách không được mình tìm nửa ngày cũng không tìm được tung ảnh của hắn. Trong lòng có so đo, lần theo kia mặt chi lực nơi phát ra, dương khai rất nhanh tại phù lục mỗi chỗ tìm được một cái thẳng hướng sâu dưới lòng đất kéo dài động quật nín thở ngưng thần chui vào trong động quật một đường hướng xuống cũng không biết xâm nhập bao nhiêu dặm địa mà càng là hướng xuống từ nơi nào đó tiêu tán ra mặt chi lực thì càng nồng đậm cái này càng phát ra để dương khai xác định phán đoán của mình không sai thẳng đến một đoạn thời khắc chật hẹp động quật bỗng nhiên sáng sủa cái này phù lục nội bộ lại có một cái cự đại trống rỗng khu vực mà Dương Mắt nhìn lên, Dương Khai không khỏi tầm mắt nhíu lại. Chỉ gặp tại cái này phụ lục nội bộ không gian bên trong, lại có một tòa cao mấy chục trượng mặt tổ đứng vững vàng, giống nhau Dương Khai thấy qua cái khác mặt tổ đồng dạng, như một đóa đen nhánh nụ hoa, theo kia nụ hoa rất nhỏ thư giãn, toàn bộ mặt tổ phản phất trái tim rất nhỏ nhảy lên. Nơi này thế mà còn có một tòa mặt tổ. Dương Khai không khỏi ngoài ý muốn phải biết hắn đã đem hắc quyên mặt tổ làm hỏng, theo đạo lý tới nói, tất cả tới liên quan tử tổ đều sẽ khô héo mới đúng, nơi này thế mà còn thừa lại một tòa. Khả năng duy nhất chính là tòa này mặt tổ, cũng không phải là hắc quyên mặt tổ tử tổ, cũng không phải dương khai hủy đi bất luận cái gì một tòa cấp vực chủ mặt tổ tử tổ. Cái này thậm chí khả năng lại là một tòa cấp vực chủ mặt tổ. Nếu không không có đạo lý còn có thể may mắn còn sống sót bất quá nhìn cái này mặt tổ quy mô, thậm chí so ra kém lãnh chúa cấp mặt tổ, đoán chừng là hắc nguyên vội vàng ấp trứng, dùng để chữa thương, cũng không có thời gian hảo hảo tiến hành. Cúi đầu quan sát la bàn trong tay, kim đồng hồ chính chỉ hướng kia mặt tổ chỗ. Cuối cùng tìm tới ngươi. Dương Khai thu hồi la bàn, quan sát tỉ mỉ trước mắt mặt tổ. Toàn bộ mặt tổ đã triệt để phong bế muốn tại không kinh động hát quyên điều kiện tiên quyết chui vào tiến vào tập sát hắn có chút rất không có khả năng. Không gì hơn cái này gần khoảng cách, hát quyên thế mà còn là không có phản ứng, xem ra quả nhiên lâm vào ngủ say bên trong. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, đưa tay trong hư không một nắm, tế ra thương long thương, tiếp theo một cái chớp mắt, điên cuồng thôi động tiểu càng không lực lượng. Kim Ô Đề Minh, đại nhật nhảy ra, thương long mỗi một súng chọn đại nhật, thẳng tắp hướng phía trước mặt tổ đánh tới, cùng lúc đó, không gian pháp tắc thôi động, cuốn lên tứ phương hư không, không cho ẩn thân mặt tổ hắc quyên bất luận cái gì cơ hội tránh né. Đại nhật phía dưới, cao mấy chục trượng mặt tổ âm vang vỡ nát, hình như có gầm lên giận dữ bỗng nhiên quanh quẩn tại cái này dưới đất không gian, xen lẫn vô tận phẫn nộ, ngay sau đó, dương khai trước mắt kim quan đại phóng, một đạo vòng tròn phòng hộ bỗng nhiên hiển hiện, hiện chặn thế công của hắn. Đúng vương tư bá luyện chế kia băng đeo tay. Dương Khai lập tức kịp phản ứng. Kia băng đeo tay đúng một kiện phòng hộ bí bảo, một mực bị Hắc Nguyên đeo bên phải trên cánh tay, hắn dù đang ngủ say bên trong, nhưng Dương Khai ra thương một sát na kia, thân là cấp vực chủ cường giả hắn vẫn là bản năng đối nguy hiểm có ứng đối, băng đeo tay lúc này thể hiện ra vốn có phòng hộ chi lực. Thân là một vị luyện khí tông sư, vương tư bá tự mình xuất thủ luyện chế phòng hộ bí bảo hơn nữa còn là một kiện bị lưu hắn lại đặc thù lạc ấn trân phẩm phòng hộ chi lực đương nhiên sẽ không quá yếu bất quá còn không có mạnh đến dương khai không cách nào công phá trình độ dù sao hắn thực lực hôm nay viễn siêu thất phẩm huống chi kim ô chú nhật vẫn là thần thông pháp tướng uy năng không phải bình thường bí thuật có thể so sánh đại nhật phía dưới kim sắc phòng hộ vỡ nát ra thương long thương thẳng hướng hắc quyên lồng ngực chỗ đảo đi bỗng nhiên bừng tỉnh liền tao ngộ công kích như vậy Hắc Quyên tâm tình có thể nghĩ, lực lượng cường đại phát tiết, hung hăng đấm ra một quyền, sơn băng địa liệt, loạn thạch bay tán loạn. Vô số năm như một ngày an tĩnh phiêu phù ở trong hư không phù lục, trong nháy mắt này nội bộ bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt vỡ nát ra. Hai thân ảnh riêng phần mình ngã bay ra ngoài, thân ở giữa không trung, Dương Khai liền miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắc Quyên phẫn nộ một kích, hắn lại có chút không chịu nổi xương sườn đều đứt mất mấy cây, ngũ tạng lục phủ càng là quay cuồng không ngừng, quả nhiên như vương tư bá lời nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nỗ lực ổn định thân hình, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cách đó không xa hắc uyên trên mặt một mảnh vẻ kinh nộ, trong mắt còn có chút mờ mịt, hiển nhiên còn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Một mực bị hắn đeo bên phải trên cánh tay băng đeo tay giờ phút này ảm đạm vô quan, vô số vết trạng trải rộng, đã linh tính lớn mất. Bất quá cũng may mà đạo này băng đeo tay tại thời khắc mấu chốt phòng hộ chi lực mới chặn Dương Khai một đạo kim ô chú nhật, nếu không tại như vậy tình huống dưới hắn vô cùng có khả năng bị Dương Khai một chiêu chém giết. Dù là như thế, lòng ngực chỗ cũng là máu chảy ô ạt, thương lông thương sắc bén cuối cùng để hắn bị thương. Chỉ là ngắn mũi một nháy mắt, Hắc Quyên liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, Dương Mắt nhìn lên, nhìn thấy đánh lén mình người khuôn mặt, lập tức cắn răng gầm thét đúng ngươi. Dương Khai nghiêng đầu nhổ ra trong miệng máu tươi, phẫn quốc không thôi. Mệnh thật đúng là cứng trắng. Nói đến, có thể tìm tới Hắc Uyên, may mắn mà có vương tư bá cho Hắc Uyên luyện chế băng đeo tay, nhưng mới không thể một kích kiến công, cũng là bị vương tư bá luyện chế băng đeo tay ngăn lại, thật sự là thành cũng vương tư bá, bại cũng vương tư bá. Bất quá cuối cùng tìm được Hắc Uyên, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Làm sao ngươi biết ta tại cái này? Hắc Huyên biểu lộ có chút kinh nghi bất định, hắn thực sự không nghĩ ra, hư không rộng lớn như vậy, hắn trốn ở cái này phù lục nội bộ chữa thương, làm sao còn bị Dương Khai phát hiện. Phải biết nơi này hắn cũng là trước khi chết khởi ý dừng chân, không có khả năng có người sớm tiết lộ bí mật. Dù vậy, Dương Khai cũng có thể tin chuẩn tìm tới chỗ ẩn thân của hắn, đồng thời đối với hắn khởi xướng đánh lén, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Tìm tới ngươi rất khó sao? Dương Khai cười nhạo, tiện tay rung lên cái thương hoa, trên người ngươi hôi thối, cho dù cách ức vạn dặm ta đều có thể nghe được, cho nên đừng nghĩ đến có thể trốn đến địa phương nào, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, ta đều có thể đem ngươi tìm ra, sau đó chơi chết ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5115 Người trốn không thoát Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hắc Quyên sắc mặt âm trầm. Ngươi có bản lãnh này? Có hay không bản lãnh này, ngươi thử một chút thì biết. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, thương chỉ phía trước, chiến ý dân cao, cho nên đừng nghĩ đến chạy trốn, hôm nay hoặc là ngươi chơi chết ta, hoặc là ta chơi chết ngươi, không có loại thứ ba khả năng. Chạy trốn. Hắc Quyên giận quá thành cười, cấp vực chủ khí thế liên tục tăng lên, thân thể cao lớn bên cạnh, nồng đậm mặt chi lực cuồn cuộn chỉ là sâu kiến cũng dám khiêu khích bản vực chủ uy nghiêm, người đây là tự tìm đường chết. Tại kia kinh khủng uy áp phía dưới, không gian đều bắt đầu vặn vẹo, mà theo hắn tức giận kéo lên, nguyên bản liền thân thể khổng lồ càng là bành trướng một vòng, lộ ra vô cùng nguy nga. Tại Hắc Nguyên trước mặt, Dương Khai nhỏ bé thân hình liền phản phất thật chỉ là một con dung dế. To lớn nắm đấm chậm chậm oanh đến, nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng mà đối mặt dạng này một quyền, Dương Khai biểu lộ lại là sau bất cứ lúc nào đều muốn ngưng trọng, chỉ vì quyền kia phong những nơi đi qua, mà ngay cả hư không cũng bắt đầu vỡ nát. Cấp vực chủ cường giả thực lực có thể thấy được chút ít, mà lại cùng Dương Khai suy nghĩ không giống nhau lắm, thần hồn bị thương, đối hắc quyên thực lực tự hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cái này khiến hắn cực kỳ ngoài ý, mà giờ khắc này đã hoàn mỹ hắn nghĩ, đối mặt hắc quyên khí thế 10 phần một kích, Dương Khai cơ hồ không làm cân nhắc thân hình khỏa tiếng thương mang bên trong, đón đầu công bên trên, thất phẩm khai thiên thiên địa vĩ lực trót vào thương long trong thương, phía trước chính là một tòa càng không thế giới, dương khai cũng có thể đem oanh cái vỡ nát. Lực lượng cùng bạo va chạm thời điểm, dương khai chỉ cảm thấy đối diện một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đánh tới, lại suýt nữa để hắn bắt không được trường thương trong tay, lực lượng kia dễ như trở bàn tay phá hủy hắn tất cả phòng hộ, đem hắn đập mắt nổi đâm đóm, đậm máu bay ngược nếu không phải có thế giới thụ tử cây trấn áp tiểu càng khôn, chỉ là một kích này, tiểu càng không sợ sẽ muốn long trời lỡ đất, mà một khi tiểu càng không chịu ảnh hưởng, võ giả thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt. Dương khai tiểu càng không mặc dù vẫn như cũ kiên ổn, nhưng lẫn nhau thực lực chênh lệch thật lớn, vẫn là khó mà đền bù. Hắc quyên đắc thế không tha người, rõ ràng muốn nhất cử đem dương khai cầm xuống, to lớn thân hình như ảnh đi theo, lại là một quyền oanh tới. Dương Khai Hoành thương đi cản, nhưng căn bản khó mà chống đỡ, lại một lần nữa bị đập bay. Rầm rầm rầm, trong hư không, cùng bạo chấn động theo hắc quyên mỗi một quyền dưới trướng tịch quyển, Dương Khai cả người dù ra sức phản kháng, lại giống như đống cát bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là thời gian qua một lát liền đã toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Hắc Quyên lại là một quyền đánh xuống, Dương Khai trong nháy mắt bay ra mấy trăm dặm, thẳng đến đập trúng một khối phù lục mảnh vỡ mới dừng lại, lẳng lặng lơ lửng trong hư không, không có động tĩnh. Hắc Quyên từng bước một hướng hắn bước đi, mỗi một bước rơi xuống đều là mấy chục dặm vượt qua, mấy bước liền tới đến Dương Khai trước mặt, cúi đầu quan sát hắn, âm thanh vang dội vang vọng hư không. Cảm nhận được tuyệt vọng sau sâu kiến. Bất quá ngươi yên tâm, ta không biết giết ngươi, ngươi đối vương chủ còn có tác dụng lớn, nguyên bản ta còn không biết nên như thế nào đi tìm ngươi, bất quá ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Nói như vậy, đưa tay liền hướng Dương Khai chọc tới. Nói ít khoác lác. Dương Khai bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, không có dấu hiệu nào, thân thể thẳng tắp đứng lên, đầy mặt vết máu để nét mặt của hắn nhìn cực kỳ dữ tợn, ngươi cho rằng ta thật không có sức hoàn thủ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút cùng vực chủ ở giữa thực lực sai biệt đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà hắn đang nói chuyện thời điểm, Hắc Quyên đã đem hắn cầm trên tay, bàn tay khổng lồ cơ hồ đem dương khai toàn bộ bắt, nồng đậm mặt chi lực hóa thành giam cầm, hiển nhiên là trước đó nếm qua dương khai không gian pháp tắc thua thiệt, phòng bị hắn chạy trốn. Dương khai khí định thần nhàn để Hắc Quyên nổi giận, nắm vuốt hắn thân thể đại thủ không khỏi dùng sức, lập tức liền có trật khớp xương ken két âm thanh truyền ra, hắn đem dương khai nâng tại trước mắt, sầm tiếng nói. Vậy ngươi xem tới rồi sao? Dương khai nhẹ nhàng hôn một hơi thấy được, cũng bất quá như thế. dõng dạc. Hắc Quyên cắn răng gào thét, bây giờ ngươi trong tay ta, ta tùy thời có thể lấy đưa ngươi bóp nát. Dương Khai hướng hắn nhếch miệng nhất tiếu, tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng vô hình hóa thành một đạo mũi nhọn, hung hăng đánh vào Hắc Quyên trong đầu, bất ngờ không đề phòng, Hắc Quyên chỉ cảm thấy não hải như bị kim đâm, đau đớn kịch liệt tịch quyển toàn thân, để hắn nhịn không được trung rẩy, trong miệng càng là phát ra một tiếng trú thảm mà bị hắn dơ lên trước mặt Dương Khai càng là bỗng nhiên ra thương, một thương đâm tiếng mắt trái của hắn bên trong, sắc bén thương long thương trực tiếp đâm phát nổ một con mắt tử, nồng đậm mặt chi lực cùng mặt huyết từ kia trong hốc mắt phun ra, tung tóe Dương Khai đầy đầu đầy mặt. Hắc quyên tru lên càng thêm thảm liệt, thân hình không khỏi lão đảo lui lại. Bị đau, Hắc quyên đại thủ bỗng nhiên nắm chặt, như muốn thuận thế đem Dương Khai bóp chết, nhưng mà Dương Khai há lại sẽ như ước nguyện của hắn, lông năm gào thét thời điểm, thân hình bỗng nhiên hóa thành ba ngàn trượng quái vật khổng lồ, không tốn sức chút nào tránh thoát hắc quyên trói buộc, to lớn đuôi rộng quét ngang mà đến, chính giữa hắc quyên thân thể, chỉ một thoáng, hắc quyên như mũi tên bay ra ngoài. Cũng không biết bay ra bao nhiêu dặm, hắc quyên mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một cái tay che lấy thụ thương hốc mắt, biểu lộ dữ tận đáng sợ, mặt huyết thuận khe hở tuôn ra. Dương Khai đã lần nữa khôi phục hình người, dẫn theo thương long thương, không nhanh không chậm hướng hắn từng bước một đi tới hình dung mặc dù vẫn như cũ chật vật nhưng khí thế nhưng không thấy nửa điểm chán nản ngược lại so với vừa nãy càng hơn mà theo hắn tới gần hắc quyên đúng là nhìn không được lui về phía sau mấy bước còn sót lại một con mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thần sắc dương khai thản nhiên nói ngươi cho rằng hiện ra đủ cường đại thực lực liền có thể uy hiếp ta rồi càng là như thế càng là nói rõ ngươi chột dạ a à trước đó thần hồn bên trên thương tích rất khó khỏi hẳn đi. Hắc Quyên đại nhân, ngươi đã sớm biết. Hắc Quyên cắn răng gào thét. Dương Khai khẽ nói, nói nhảm, nếu là không có điểm ấy ý vào, ta sẽ tìm đến ngươi. Hắc Quyên, hôm nay nơi đây chính là nơi chôn thay ngươi, để mạng lại đi. Đang khi nói chuyện, nhấc lên trường thương, thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Lại hiện thân nửa lúc, người đã xuất hiện ở hắc uyên trước mặt thương long thương khí thế như hồng thẳng hướng hắn con mắt còn lại đâm tới hắc uyên quá sợ hãi vội vàng đấm ra một quyền muốn ngăn lại dương khai nhưng mà ngay vào lúc này dương khai lại một lần nữa thúc giục lực lượng thần hồn hóa thành vô hình công kích đánh vào trong đầu của hắn hắc uyên lập tức gào thét chỉ cảm thấy trong đầu bị người chém một đau đau toàn thân phát run chính như dương khai nói thần hồn bên trên thương tích cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Trước đó tại cái kia quỷ dị không gian ý chí chi chiến bên trong, thần hồn của Hắc Quyên bị hung hăng trọng thương, bây giờ đây cũng là nhược điểm của hắn, cũng là Dương Khai có thể lợi dụng địa phương. Hắn nếu là thời kỳ toàn thịnh, Dương Khai tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy công kích thần hồn của hắn, nhưng bây giờ trạng thái, căn bản khó mà ngăn cản Dương Khai tính nhắm vào thần hồn chi lực. Vốn là trọng thương thần hồn lại bị công kích, dẫn đến hắc quyên quanh ra ngoài một quyền đều trở nên mềm nhũng không có lực đạo, dương khai nhẹ nhõm ngăn lại, trường thương trong tay thẳng tiến không lùi. Thời khắc máu chốt, hắc quyên bỗng nhiên lệch hạ đầu, tránh đi dương khai đâm về hắn hoàn hảo con mắt một kích, trên đầu mặc dù bị đuổi một cái lỗ máu, nhưng cuối cùng không có gì đáng ngại. Dương khai rút thương lại trong lúc đâm, hắc quyên hai tay huy động, ra sức một kích đem hắn quét ra, chợt thay đổi thân hình, cấp tốc hướng viễn phương bỏ chạy hắn thế mà cứ như vậy chạy. Thần hồn bị thương nhược điểm bị Dương Khai bắt gắt gao, hắn giờ phút này căn bản khó mà cùng Dương Khai chống lại, nếu không trốn chạy chỉ là một con đường chết. Hắc Quyên không muốn chết, tự nhiên chỉ có thể chạy. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Dương Khai tầm mắt buông xuống. Còn không người có thế ở trước mặt ta đào tẩu, Hắc Quyên, ngươi đừng có hy vọng đi. Nói như vậy, không gian pháp tắc thôi động, giam cầm hư không phía trước trốn chạy hắc uyên chỉ một thoáng thân hình trì trệ như sa vào đầm lầy bên trong bất quá rất nhanh từ trong cơ thể hắn liền bộc phát ra lực lượng cường đại tránh thoát hư không trói buộc dương khai nhíu mày tình huống này ngược lại là có chút khiến người ngoài ý đây là lần đầu có người nhẹ nhàng như vậy tránh thoát hắn đối không gian giam cầm bất quá hắc uyên dù sao cũng là cấp vực chủ cường giả cùng hắn thất phẩm tu vi có một phẩm giai chênh lệch có thể làm được điểm này cũng không kỳ quái kết hợp trước đó Hắc Quyên biểu hiện đến xem, hắn vẫn có thể phát huy vực chủ nên có thực lực, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần hồn không bị công kích. Một khi thần hồn lại bị công kích, hắn có thể phát huy lực lượng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Dương Khai Bản còn dự định tốc chiến tốc thắng, nhưng bây giờ xem ra vẫn là phải cẩn thận một điểm, chớ ép đến Hắc Quyên chó cùng trước dậu cắn ngược lại hắn một ngụm liền không tươi đẹp. Lúc trước cùng Bạch Nghệ liên thủ đối phó cả người bị thương nặng trục phong, còn kém chút bị người ta phản sát trải qua, Dương Khai thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai lập tức đuổi theo, trong miệng hô to: "Hắc quyên ngươi trốn không thoát." Gọi hàng thời điểm, hung hăng một thương đâm tới, đồng thời thôi động không gian pháp tắc, liên lụy Hắc quyên hành động. Cảm nhận được phía sau đánh tới nguy hiểm, Hắc quyên lúc này quay người, rống giận gào thét ở giữa một quyền nghênh đón. Dương Khai đã sớm chuẩn bị, lặp lại chiêu cũ một đạo thần hồn chi lực công quá khứ, lập tức liền để hắc uyên thân hình thoát một cái, đánh ra một quyền cũng lực đạo đại giảm. Dương khai cứng trắng chịu một quyền này đồng thời, một thương đâm tại hắc uyên bụng bên cạnh, thiên địa vĩ lực thôi động phía dưới, trực tiếp đem hắn eo ở giữa oanh ra một cái lỗ thủng. Lần này xem như lưỡng bại câu thương, mắt thấy Dương khai bị mình đánh bay ra ngoài, hắc uyên quay đầu lại trốn. Bất quá rất nhanh, Dương khai liền lại đuổi theo, như trước đó tình cảnh lại xuất hiện. Non nửa năm trước, Dương Khai bị Hắc Quyên đuổi theo kịp ngày không đường xuống đất không cửa, tiểu càng không thiên địa vĩ lực cơ hồ khô cạn, mà non nửa năm sau, tình huống này thế mà phản tới, thợ săn cùng con mồi nhân vật trao đổi, quả nhiên là sống có khúc người có lúc. Đã sớm khắc sâu lĩnh giáo qua Dương Khai không gian pháp tắc thần diệu, Hắc Quyên không phải không biết mình căn bản là không có cách trốn qua Dương Khai truy sát, nhưng hắn nhiều ít còn ông một điểm kỳ vọng, mỗi một lần dương khai đến công kích hắn thời điểm mình cũng sẽ bị đã thương hắn kỳ vọng tại lẫn nhau thương thế trao đổi tình huống dưới dương khai so với hắn sớm hơn không kiên trì nổi chỉ có dạng này hắn mới có thể chạy thoát hắn lại không biết đây cũng chính là dương khai tận lực kiến tạo cục diện đối mặt Hắc quyên lần lượt phản kích hắn cũng không phải là không có chút nào tránh né biện pháp có đến vài lần hắn hoàn toàn có thể né tránh nhưng y nguyên lựa chọn cùng đối phương lấy thương đổi thương bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5116 Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dương Khai chính là muốn để trước mắt con mồi sinh ra một loại có thể thoát khỏi ảo giác của hắn. Tu vi của hắn có lẽ không bằng Hắc Uyên, nhưng luận năng lực khôi phục, Hắc Uyên thúc ngựa khó đạt đến. Đồng dạng thương thế trao đổi, Đối Dương Khai đúng cực kỳ có lợi, mà tại dạng này truy đuổi dưới, Hắc Uyên chú định chút càng ngày càng suy yếu, đợi cho thời cơ chín muồi, có lẽ không cần Dương Khai xuất thủ, Hắc Uyên cũng sẽ kiệt lực mà chết. Bất quá Hắc Uyên cũng không phải đồ đần, hắn có lẽ không biết Dương Khai như thế nào dự định, nhưng lại đang suy nghĩ phương nghĩ cách thoát khỏi Dương Khai truy kích. Hắn nhiều lần trốn hướng về một chút mặt tộc lãnh chúa lãnh địa, muốn mượn nhờ những cái kia trên lãnh địa mặt tộc quấy nhiễu Dương Khai nhưng mà bây giờ những lãnh chúa này trên lãnh địa, lưu lại mặt tộc trên cơ bản đều chỉ đúng thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc mà thôi, ngay cả một cái chân chính lãnh chúa đều không có, lại như thế nào có thể đỡ nổi dương khai. Có lẽ sẽ trì hoãn hắn mấy hơi công phu, nhưng căn bản không có cách nào triệt để thoát khỏi. Một đuổi một chạy, không biết vượt qua nhiều ít vạn lý, hắc quyên thương thế càng ngày càng nặng, toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương, một thân mặt huyết cơ hồ đều chảy xuôi sạch sẽ, trong lòng bị khuất càng là không lời nào có thể diễn tả được. Luận thực lực, hắn vẫn là mạnh hơn Dương Khai, nhưng thần hồn bên trên trọng thương bị Dương Khai tận lực nhằm vào, dẫn đến hắn căn bản không có cách nào tại Dương Khai trước mặt phát huy ra cấp vực chủ lực lượng, nếu không như thế nào như thế thê lương. Nhiều lần, Hắc Quyên thậm chí không nhịn được muốn quay người cùng Dương Khai quyết nhất tự chiến. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không có can đảm kia, lấy trạng thái của hắn bây giờ thật nếu là tự chiến không lùi, tất không có may mắn có thể hay không trước khi chết cùng Dương Khai Đồng Quy vu tận hắn cũng không có nắm chắc. Đối sinh tồn khát vọng để hắn một khắc càng không ngừng trốn chạy, kỳ vọng có thể đợi đến biến số gì, hóa giải cục diện trước mắt. Biến số thật cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Một đoạn thời khắc, Hắc Quyên bỗng nhiên phát giác được phía trước mấy đạo quen thuộc mà khí tức cường đại cấp tốc hướng mình tiến tới gần, kia là mấy vị mặt tộc vực chủ, cùng hắn động cấp tồn tại, hắn thậm chí có thể thông qua kia mấy đạo khí tức đoán được người thân phận. Hắc Quyên vui mừng quá đổi. Bây giờ mộ quan vương lĩnh bên trong, các lộ vực chủ trên cơ bản đều xuất lĩnh mình dưới trướng đại quân đi nghênh chiến âm dương quan nhân tộc, chỉ có số ít mấy cái vực chủ lưu thủ, trừ hắn ra, liền là tại vương thành mấy vị kia. Chỉ bất quá Hắc Quyên cũng biết, trước đó vương thành mấy vị kia vực chủ chính hiệp trợ vương chủ vây công nhân tộc lão tổ, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trong lúc chữa thương cũng không biết bên kia tình hình chiến đấu như thế nào dưới mắt chợt cảm giác được mấy vị kia vực chủ khí tức không thể nghi ngờ nói rõ nhân tộc lão tổ cùng vương chủ ở giữa tranh đấu đã kết thúc mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào mấy vị kia vực chủ đều có thể rút tay ra ngoài viện trợ tiền tuyến nhìn mấy vị này tiến lên phương hướng tự hồ cũng chính là muốn đi tiền tuyến chiến trường có thế ở chỗ này đụng phải bọn hắn quả nhiên là vận khí Hắc Quyên cơ hồ không làm cân nhắc, lập tức hướng mấy vị kia vực chủ nơi phát ra phương hướng lao đi, chỉ cần cùng mấy vị kia tụ hợp, sau lưng truy kích tới Dương Khai chắc chắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí hắn còn có thể liên hợp mấy vị kia vực chủ nghĩ biện pháp đem bắt được, có mấy vị này đồng loạt ra tay tương trợ, Dương Khai coi như thân phụ không gian pháp tắc, cũng chưa chắc có thể đào thoát. Giờ này khắc này, Hắc Quyên trong đầu không khỏi tuôn ra nhân tộc bên trong lưu truyền một câu, Sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liễu Ám hoa minh hữu nhất thôn. Thẳng đến phía trước một đạo thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên khắc sâu vào tầm mắt, Hắc Uyên bỗng nhiên như rớt vào hầm băng. Tại Hắc Uyên phát giác được mấy vị kia vực chủ khí tức lúc, Dương Khai cũng đã nhận ra. Cho dù cách rất xa, mấy vị kia vực chủ uy thế ngập trời cũng như trong đêm tối đèn sáng, có thể thấy rõ. Dương Khai khẩn trương. Hắn nguyên bản định chậm rãi mài chết Hắc Uyên, gia hỏa này dù sao cũng là vực chủ ép còn không biết có cái gì thủ đoạn đối phó mình, nhưng phía trước thế mà bỗng nhiên xuất hiện mấy cái mặt tộc vực chủ, hắn thậm chí từ đó cảm giác được diệt khung cùng kình lôi khí tức, trừ cái đó ra, còn có một cái khác xa là vực chủ khí tức. Nói cách khác, trước đó đang nên đón chính là ba vị vực chủ. Bọn hắn làm sao tại cái này? Dương Khai trước đó đạt được trong tình báo, đúng có vài vị mặt tộc vực chủ hiệp trợ mộ quan vương chủ vây công nhân tộc lão tổ, cho nên tại hắn đã thương nặng hắc quyên thần hồn, tại mặt tộc hậu phương tùy ý làm bậy thời điểm, mới không có bất kỳ một cái nào vực chủ ngăn được hắn. Dưới mắt nơi này thế mà xuất hiện ba vị, lão tổ cùng vương chủ ở giữa chiến đấu kết thúc rồi à, ai thắng ai thua. Dương Khai cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ là một chút do dự, liền lập tức thúc giục không gian pháp tắc, thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Lại hiện thân nửa thời gian đã sau lưng Hắc Uyên không xa ra, thương long mỗi một súng ra như rồng, không gian pháp tắc thôi động, giam cầm phía trước hư không, thần hồn chi lực càng là hướng hắc quyên oanh kích mà đi, trong miệng quát lớn hắc quyên nhận lấy cái chết. Phía trước nên đón ba vị vực chủ khoảng cách nơi đây còn có một đoạn lộ trình, hắn có cơ hội ở chỗ này giết hắc quyên về sau bỏ chạy. Hắn đã làm xong hắc quyên trước khi chết phản công chuẩn bị ứng đối, nhưng mà đối mặt hắn khí thế kia như hồng một thương. Hắc Quyên lại phản phất không có chút nào phát giác nguy cơ, ngược lại tại hết sức chăm chú đề phòng phía trước. Hình như có một đạo hàng quan hiện lên, một đạo thân ảnh kiều tiểu lướt qua hát quyên bên cạnh, cầm trong tay một thanh trường kiếm, trường kiếm kia không dính nửa điểm mặt huyết, chính nên tiếp Dương Khai đánh tới trường thương. Liếc thấy thân ảnh này, Dương Khai trong mắt đều trợn tròn, công ra đi thương thế trong lúc vội vã thu hồi, lực lượng cường đại phản chấn mình khí huyết quay cuồng. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đã chạy đến Dương Khai trước mặt, một mặt kinh ngạc ngươi làm sao còn ở lại chỗ này dương khai cũng kinh ngạc không thôi lão tổ hắn không nghĩ tới ở chỗ này thế mà đụng phải âm dương quan lão tổ trước đó cảm nhận được việc khung mấy vị vực chủ khí tức thời điểm hắn còn đang suy nghĩ lão tổ cùng vương chủ ở giữa tình hình chiến đấu như thế nào chưa từng nghĩ sau một khắc lão tổ thế mà liền xuất hiện ở trước mặt mình nói như vậy nửa non năm này thời gian lão tổ chẳng phải là một mực tại cùng mộ quan vương chủ giao thủ cái này thật là có thể đánh. Bất quá dưới mắt rõ ràng không phải ôn chuyện thời điểm, lão tổ sau lưng ba vị mặt tộc vực chủ khí thế hùng hổ truy kích mà đến, chẳng mấy chốc sẽ đã tìm đến nơi đây, đúng lấy lão tổ đang hỏi xong về sau liền thúc giục tự thân lực lượng, bao lấy dương khai, chạy trước. Dương khai thân hình không tự chủ được đi theo lão tổ một đạo, nhanh như điện chớp. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp hắc uyên thân thể to lớn cứng tại hư không bên trong, lại tại trong chốc lát vỡ nát ra, hóa thành vô số thi khối. Xem ra mới hắn cùng lão tổ thác thân một nháy mắt, liền tao ngộ lão tổ vô tình tập sát. Hắn vốn là nỏ mạnh hết đà, đối mặt nhân tộc lão tổ cấp bậc một kích, làm sao có thể cản. Gặp tình hình này, Dương Khai trong lòng đại định. Tuy nói Hắc Quyên không phải chết tại trên tay mình, nhưng cuối cùng không có để hắn đào tẩu. Không phải để ngươi cùng đại quân tụ hợp sao, ngươi làm sao còn ở nơi này lão tổ một bên mang theo dương khai trốn chạy, một bên không hiểu hỏi, dương khai cung kính trả lời, mộ quan vương lĩnh mặt tộc đại quân nên chiến âm dương quan, ban sơ thời điểm phía trước đại quân phong tỏa, ta lẽ loi một mình khó mà đột phá, cho nên không có thể cùng đại quân tụ hợp, về sau lại xảy ra chút sự tình khác, liền một mực tại bên này dừng lại. tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ. lão tổ nhàn nhạt một tiếng, cũng không biết đúng chế nhạo vẫn là tán thưởng bỗng hỏi, tên kia đúng ngươi đã thương. Hắc huyên sao? Dương khai gật gật đầu, đúng ta. Trách không được không có gì sức phản kháng. Lão tổ hiểu rõ, như hắn thời kỳ toàn thịnh, bằng vào ta bây giờ trạng thái, thật chưa hẳn có thể giết đi hắn. Dương khai nghe vậy giật mình, quan sát tỉ mỉ một chút lão tổ sắc mặt, ngài thụ thương rồi. Lão tổ buồn buồn ừ một tiếng, thương thế không nhẹ. Bỗng cười lạnh, yên tâm, khi lão yêu bà tổn thương càng nặng bây giờ tại mặt tổ bên trong ngủ say đâu dương khai trong lòng ưu tư biết trong miệng nàng lão yêu bà chỉ hẳn là mộ quan vương chủ hai vị này từ riêng phần mình tọa trấn một trận chiến này khu đến nay từng có vô số lần giao phong sớm đã kết huyết hải thâm cừu mà hai vị này đúng riêng phần mình trong tộc cường giả chí tôn lẫn nhau thực lực một mực tại sàn sàng với nhau lão tổ thụ thương không nhẹ mộ quan vương chủ chắc chắn sẽ không tốt hơn Bằng không giờ phút này truy kích lão tổ, liền không chỉ đằng sau mấy cái vực chủ. Dương Khai mới còn tại kỳ quái, lão tổ bực này cường giả, làm sao lại bị mấy cái vực chủ truy chật vật chạy trốn, bây giờ xem ra, thương thế của nàng sợ là thật rất nghiêm trọng. Bất quá có một chút ngược lại để Dương Khai rất kỳ quái, lão tổ, mấy cái kia vực chủ có vẻ như không bị thương tích gì à. Lão tổ lập tức biểu môi, ta cùng kia lão yêu bà đại chiến thời điểm mấy tên này chỉ là ở bên lượt trận, căn bản không dám tùy tiện nhúng tay, như thế nào thụ thương. Bất quá ta phá vòng vây thời điểm chém một cái, bằng không hiện tại đuổi tới nhưng chính là tứ cái vực chủ. Hắc hắc hắc, ta có phải hay không rất lợi hại? Nói như vậy, lại vẫn đối Dương Khai một trận nháy mắt ra hiệu. Dương Khai lúc ấy cũng có chút không bình tĩnh, khóe miệng có giật lấy xu nịnh nói, lão tổ thần uy vô biên. Lão tổ rõ ràng có chút hưởng thụ, nói. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi là thế nào đem một cái vực chủ đã thương, còn truy kia vực chủ chật vật chạy trốn, ngươi chỉ là thất phẩm A. À? Như nhân tộc thất phẩm từng cái đều như thế cao minh, mặt tộc sớm đã bị chém giết sạch sẽ. Dương Khai giải thích nói, đúng kia hắc quyên tự chui đầu vào rõ. Lập tức đem mình trước đó tại mặt tộc hậu phương làm sự tình nói một cách đơn giản một lần, còn nói lên hắc quyên liên hợp rất nhiều vực chủ bày ra cạm bẫy, giờ hắn tự chui đầu vào lưới, kết quả dời tảng đá nền chân của mình, không có ở cái kia quỷ dị không gian bên trong đem thần hồn của Dương Khai thế nào, ngược lại bị hắn đại sát tứ phương, lại mượn nhờ vương tư bá luyện chế la bàn, trùng hợp tìm được hắc quyên hành tung, một phen đại chiến truy đuổi. Lão tổ nghe con ngươi tỏa sáng, mặt tộc mặt tổ ở giữa lại có bực này liên hệ. Lão tổ quả nhiên cũng không biết sao. Lão tổ lắc đầu nói, liên quan tới mặt tộc tình báo kỳ thật nhân tộc bên này biết đến rất ít bởi vì mặt chi lực nguyên nhân chúng ta không có cách nào xâm nhập mặt tộc nội địa dò xét chớ đừng nói chi là việc quan hệ mặt tổ mặt tổ thế nhưng là mặt tộc căng cơ liên quan đến bí mật mặt tộc đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ lần này nếu không phải là ngươi cũng thám thính không đến những tin tình báo này đang khi nói chuyện câu mày nói theo ngươi thuyết pháp mỗi một tòa mặt tổ đều có thể tính thành cao cấp hơn mặt tổ tử tổ hủy đi một tòa cấp vượt chủ mặt tổ tất cả lãnh chúa cấp tử tổ đều sẽ khô héo theo, nếu là đem kia lão yêu bà vương chủ mặt tổ hủy, khi tất cả cấp vực chủ mặt tổ chẳng phải là cũng muốn khô héo, tiếp theo ảnh hưởng đến tất cả lãnh chúa cấp mặt tổ. Dương Khai vuốt cầm nói, hẳn là dạng này. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5117 Lại phải biến đổi thành tiểu hài tử. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lão tổ lại nói Khi vương chủ cấp mặt tổ là của người nào tử tổ Dương Khai lắc đầu nói Ta cũng không biết Theo mặt tộc bên kia nói Vương chủ cấp mặt tổ đã là cao cấp nhất mặt tổ Lão tổ im lặng không nói Một hồi lâu mới nói Tổng còn có một cái đầu nguồn Nếu là có thể tìm tới cái này đầu nguồn Có lẽ liền có thể đem mặt tộc trảm thảo trừ căng. Dương Khai sợ hãi cả kinh. Như đúng như đây, đây chẳng phải là nói vương chủ phía trên, còn có lợi hại hơn mặt tộc. Cái kia đầu nguồn đã có thể sinh ra vương chủ cấp mặt tổ, tự nhiên sẽ có cường đại hơn mặt tộc thủ hộ, vậy nên là bực nào khiến người kinh dị sự tình. Mặt tộc vương chủ thực lực đã có thể so với nhân tộc lão tổ, như thật có kia cường đại hơn mặt tộc, lại có thể phát huy ra như thế nào lực lượng. Có lẽ vậy. Lão tổ cũng nói không rõ ràng, chúng ta bây giờ đối mặt tộc hiểu rõ vẫn là quá ít. Đang khi nói chuyện, quay đầu nhìn một cái, sau lưng ba vị mặt tộc vực chủ yên nguyên như như dòi trong xương truy đuổi không ngừng, đồng thời khoảng cách không có chút nào kéo ra, ngược lại tiếp cận không ít, lão tổ trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Cái này ba cái cái đuôi có hơi phiền toái, không giải quyết bọn hắn chúng ta sợ là trốn không thoát, có cái gì biện pháp tốt. Dương Khai quả quyết lắc đầu vượt chủ chi lực ta không có cách nào chống lại, bất quá nếu chỉ đúng trốn chạy hẳn là không vấn đề gì, đây là ta cường hạn lão tổ nhìn hắn một chút, giật mình nói, đúng, người tinh thông không gian pháp tắc, ta ngược lại thật ra quên điểm này. ân, ừ, ta muốn giết bọn hắn. dương khai nghe vậy nói, vậy ta trợ lão tổ một chút sức lực. lão tổ vuốt cầm nói, chờ một chút hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nên miễn cưỡng vâng. Dương Khai trùng điệp đáp ứng. Phía trước một khối không lớn không nhỏ phù lục, không biết lơ lửng trong hư không nhiều ít vạn năm, mượn nhờ cái này phù lục che lấp, lão tổ thân hình nhất chuyển, trực tiếp rơi vào phù lục phía trên, sau một khắc, trường kiếm trong tay trong hư không liền chút, đồng thời trên tay kia pháp quyết cũng đang thay đổi không thôi. Dương Khai xem không hiểu nàng đang làm cái gì, nhưng cũng biết lão tổ hẳn là đang bố trí cùng loại pháp trận hoặc là cạm bẫy loại hình đồ vật bất quá thời gian qua một lát hết thảy liền đã bố trí thỏa đáng lão tổ đưa tay cửa vào cắn nát đầu ngón tay một giọt đỏ thấm như như bảo thạch tinh huyết bắn vào hư không bên trong ngay sau đó cấp tốc thu liễm tự thân khí tức dương khai thấy thế cũng là có có học dạng bất quá hắn thực lực không có lão tổ cường đại lão tổ bây giờ dù đứng ở trước mặt hắn nhưng nếu không cần mắt thường đi xem căn bản là không có cách cảm giác có thể thấy được thu liễm khí tức pháp môn tinh diệu đương nhiên đây cũng là thực lực cường đại nguyên nhân vừa mới làm xong đây hết thảy truy kích mà đến mặt tộc ba vị vực chủ liền đã lướt qua phù lục phía trước không gặp người tộc lão tổ thân ảnh khóe mắt liếc qua lại tựa hồ như thoáng nhìn phù trên lục địa có chút dị thương dẫn đầu diệt khung vực chủ quay đầu nhìn lại chỉ gặp phù trên lục địa lão tổ toàn thân áo trắng lẻ loi mà đứng thần sắc trang nghiêm cũng chỉ sát qua trường kiếm trong tay trường kiếm kia chỉ đúng là bọn họ ba vị vực chủ phương hướng. Diệt khung lúc này tóc gáy dựng đứng, dù không biết nhân tộc lão tổ đến cùng muốn làm gì, nhưng nhìn xem tư thế liền biết chờ đợi mình không phải vật gì tốt. Cùng lúc đó, kình lôi cùng một vị khác dương khai không quen biết vực chủ cũng đã nhận ra dị thương. Ba cái mặt tộc vực chủ căn bản không nghĩ tới, một mực bị bọn hắn truy đuổi không dám có bất kỳ dừng lại nhân tộc lão tổ thế mà lại ở chỗ này ngừng chân. Bọn hắn vẫn cho là nhân tộc lão tổ trọng thương mang theo, bất lực cùng bọn hắn ba cái chống lại, lúc này mới truy kích khí thế hùng hổ, một đường đuổi theo, ba cái vực chủ từng cái đều trong lòng còn có ảo tưởng, có thể bằng ba người bọn hắn chi lực đem nhân tộc lão tổ chém giết, dù sao chém giết nhân tộc lão tổ cơ hội cũng không thấy nhiều, thật muốn làm được việc này, thế nhưng là thiên đại công lao. Cho đến giờ phút này, ba vị vực chủ mới phát hiện sự tình cùng mình nghĩ không giống nhau lắm nhân tộc lão tổ cũng không phải là không có lực đánh một trận. Còn không đợi bọn hắn có phản ứng, lão tổ trên thân đã bộc phát ra cùng bạo thiên địa vĩ lực, sau một khắc, một đạo kiếm quan chém ra. Phù lục vỡ nát, hóa thành bột mình thời điểm, trong hư không, to lớn âm dương ngư đồ án bỗng nhiên hiển hiện, trực tiếp đem ba vị mặt tộc vực chủ bao phủ trong đó. Khi âm dương ngư bên trong dấu dến vô tận sát cơ, theo âm dương chi lực xoay tròn, phản phất hóa thành một cái nghiền ép vạn vật cối xây, bị bao phủ trong đó mặt tộc ba vị vực chủ lúc này toàn thân phúng huyết, phẫn nộ mà thống khổ tru lên. Nồng đầm mặt chi lực bắn ra, ba vị mặt tộc vực chủ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhào nhào bộc phát ra lực lượng cường đại muốn đột phá âm dương chi lực phong tỏa. Lão tổ đã cầm kiếm dết tới. Ai cũng không biết nàng là lúc nào dết đi qua, ba vị mặt tộc vực chủ không có phát giác, Liền ngay cả đứng tại bên cạnh nàng Dương Khai đều không có phát hiện Thẳng đến vị kia Dương Khai không quen biết vực chủ trước mặt hiện lên một đạo hàng quan To lớn đầu lâu bay vút lên trời thời điểm Dương Khai mới thức tỉnh tới Một kiếm chi uy Một vị vực chủ đầu một nơi thân một nẻo Lão tổ đều dết tới Hắn sao còn có thể không đến xỉa đến Lúc này thân hình chấp động Hướng diệt khung công tới Giá trị này thời điểm diệt khung ngay tại vất vả ngăn cản kia âm dương chi lực dạo sát, ngắn ngủi thời gian qua một lát, vị này cường đại mặt tộc vực chủ liền đã toàn thân đẫm máu, khí thế đại suy. Dương Khai cầm thương đánh tới thời điểm, diệt khung lại không thể kịp phản ứng, bị hắn một thương ở trước ngực chọc lấy cái lỗ thủng. Bất quá bực này thương thế mặc dù không nhẹ, lại không có thể muốn diệt khung tính mệnh. Mà đổi thành một bên, lão tổ tại chém giết một vị mặt tộc vực chủ về sau, trường kiếm trong tay liền đã xẹt qua một đạo kiếm quang, hướng kình lôi chém tới. Kình lôi thực lực không yếu, trong lúc vội và trốn tránh, cuối cùng trốn qua một kiếp, bất quá kia kiếm quang lại là đem hắn một con cánh tay chặt đứt, mặt huyết từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra, thân hình lão đảo lui lại, rú thảm kêu đau đớn. Tiếng kêu bỗng nhiên gián đoạn, lại là lão tổ lại chém xuống một kiếm, lần này kình lôi lại không ngăn cản chi lực, to lớn thân thể trực tiếp từ đó bị phá vì làm hai nửa tại kình lôi bị trảm đồng thời, Dương Khai cũng bị diệt khung một quyền đánh bay ra ngoài, trên thân xương cốt không biết đứt mất bao nhiêu cái. Hắn nỗ lực ổn định thân hình, cắn răng thôi động không gian pháp tắc, cả người quấn tại thương mang bên trong, thẳng tiến không lùi địa thứ tới. Diệt khung gầm thét, hung hăng một chưởng vỗ dưới, Dương Khai lập tức như bị sét đánh, trước mắt kim tinh ứa ra. Mà đúng lúc này, Diệt khung trong mắt lại hiện lên cực kỳ thần sắc kinh khủng, Dương Khai cũng nhìn thấy lão tổ thân hình như quỷ mị xuất hiện sau lưng diệt khung, trên tay trường kiếm hóa thành đầy trời kiếm mang, vào đầu hướng diệt khung chụp xuống. Sáng lạng kiếm mang chôn vùi thời điểm, diệt khung to lớn thân hình cứng nhắc tại nguyên chỗ, bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số thi khối, tứ tán lướt tới. Dương Khai một mặt vết máu, nâng thương tứ phương tâm mờ mịt. Chết! Ba cái cấp vực chủ mặt tộc, tại ngắn mũi không đến mười hơi công phu bên trong cứ thế mà chết đi hắn tuy có xuất thủ tương trợ nhưng kỳ thật cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng vẽn vẹn chỉ là kềm chế một chút diệt khung mà thôi còn bị người ta phản kích đánh đầu óc choáng váng có thể nói cái này ba cái mặt tộc vực chủ tất cả đều là chết tại lão tổ trên tay đối dương khai mà nói cường đại đến khó mà chống lại cấp vực chủ cường giả đối mặt lão tổ lại như là đứa trẻ lên ba không có chút nào hoàn thủ cùng sức phản kháng, cứ như vậy dứt khoát lưu loát bị chém giết sạch sẽ. Nhân tộc lẽ loi đọc sách mạng. Lão tổ cường đại, Dương Khai xem như chân chính thấy được. Bất quá trước mắt tình huống lại làm cho hắn có một chuyện không hiểu, quay đầu hướng lão tổ nhìn lại. Lão tổ thu trường kiếm, cũng chính hướng hắn nhìn qua, gặp hắn bộ dáng lo âu hỏi một câu. Thương thế như thế nào? Dương Khai ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, bất quá lão tổ, ta có chút không biết rõ. lão tổ thản nhiên nói, ngươi đúng muốn hỏi, ta đã có thể giết bọn hắn, tại sao lại bị bọn hắn đuổi theo trốn a? À? dương khai gật gật đầu. lão tổ nói, bởi vì ta chỉ còn lại điểm ấy lực lượng, giết bọn hắn nhưng là không còn biện pháp về nhốt, bất quá đã gặp được ngươi, vậy sẽ phải dựa vào ngươi mang ta trở về dương khai thần sắc cứng lại nghĩa bất dung từ lão tổ sách một tiếng biểu môi nói thật khó chịu lại phải biến đổi thành tiểu hài tử dương khai không hiểu ra sao cái gì hắn tiếng nói vừa dứt lão tổ liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi một thân khí thế càng là như quả cầu da xì hơi cấp tốc suy yếu dương khai lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lão tổ một mực có thương tích trong người mà lại thương thế không nhẹ mà theo lão tổ khí thế suy yếu, nàng cả người lại cũng bắt đầu rút lại. Nguyên bản lão tổ nhìn có chừng 20 thiếu nữ bộ dáng, bất quá tại dương khai trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú, thiếu nữ này lại ngắn ngủi không đến 20 hơi thở công phu bên trong biến thành một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử. Nàng toàn thân áo trắng cũng theo thân hình giảm bớt có chỗ biến hóa, từ đầu đến cuối sát thân thể, có thể thấy được y phục này không phải bình thường quần áo, hẳn là một kiện cố ý luyện chế bí bảo nhìn qua lão tổ biến thành tiểu nữ hài, dương khai trọng mắt đều nhanh trận lội ra. Ngươi! Để hắn khiếp sợ không đơn giản chỉ là lão tổ bản thân biến hóa, mà là cô bé này bộ dáng. Đúng là hắn tại âm dương quan trong phố xá gặp phải cái kia một mực cuốn lấy hắn tiểu nha đầu. Cũng chính là tiểu nha đầu này đưa hắn một viên tiền cổ. Tại mới gặp lão tổ thời điểm, Dương Khai còn cảm thấy nàng có chút quen mặt, lờ mờ ở nơi nào gặp qua, bất quá từ đầu đến cuối nghĩ không ra bây giờ cuối cùng minh bạch lão tổ bộ dáng rõ ràng cùng tiểu nha đầu kia giống nhau đến mấy phần chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới lão tổ bản thân thế mà liền là tiểu nha đầu kia rất nhiều tại trong phố xá gặp phải không hiểu sự tình giờ khắc này cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lúc trước hắn còn có chút kỳ quái xâm nhập mặt tộc nội địa tìm hiểu tìm kiếm luyện khí sư sự tình trọng đại như thế âm dương quan lão tổ vì sao không có triệu kiến mình cũng không có bất kỳ cái gì chỉ thị nguyên lai không phải lão tổ không có triệu kiến mà là lão tổ một mực đi theo bên cạnh hắn tiền cổ lai lịch cũng nói thông một cái chưa hề tu hành qua tiểu nha đầu làm sao có thể từ lão tổ nơi đó trộm ra vật trân quý như vậy kia rõ ràng liền là lão tổ tự mình giao cho hắn giờ phút này lại nhìn y nguyên không có cách nào từ trước mắt tiểu nha đầu trên thân nhìn ra nửa điểm tu luyện vết tích nàng tự như đúng một cái chưa hề tu hành qua người bình thường nếu không phải dương khai thấy tận mắt biến hóa của nàng nói cái gì cũng không dám tin tưởng trước mắt vị này thế mà liền là âm dương quan lão tổ làm cái gì đồ vật a à, dương khai có chút choáng váng đừng ngây ngô tranh thủ thời gian chạy đi bên này nói không chừng một hồi có mặt tộc đến đây dò xét tình huống lão tổ sắc mặt tái nhợt bên khóe miệng còn có vết máu nguyên bản linh động mắt to có chút tối tăm mờ mịt không có gì thần thái, phản phất ngủ gật tới, mí mắt đều gục xuống. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5118 Thái Thượng Truyền Pháp Chỉ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nói như vậy, thân thể nho nhỏ đúng là hướng phía trước một cái lão đảo. Dương Khai tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy nàng. Ta có chút buồn ngủ. Tiểu nha đầu một con phì phì tay nhỏ vuốt mắt, miệng bên trong ngáp một cái, người nhanh chóng về quan, dọc đường chú ý an toàn. Nói xong, mí mắt triệt để khép lại. Dương Khai kêu gọi hai tiếng, không có bất kỳ phản ứng nào, quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện trước mặt cái này tiểu tiểu bộ dáng lại cứ như vậy ngủ thiếp đi. Hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể chặn ngang đem tiểu nha đầu ông lấy, quyết định phương hướng, hướng âm dương quan chỗ lao đi mới một trận chiến, hắn dù không có đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng ở kiềm chế diệt khung thời điểm vẫn là bị hắn đã thương, bất quá bực này thương thế đối dương khai tới nói cũng không tính cái vấn đề lớn gì, cho dù không đi tận lực tu dưỡng cũng có thể khôi phục lại. cúi đầu hướng trong ngực nhìn lại, kia tiểu tiểu bộ dáng co ro, ngủ ngon ngọt, sắc mặt vẫn tái nhật như cũ như tờ giấy. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái tiểu nhân nhi, ở trong chớp mắt chém giết ba vị mặt tộc vực chủ cái này thân thể nho nhỏ nội quẩn cất giấu chính là nhân tộc chí tôn lực lượng. Dương Khai Ban Sơ nhìn thấy nàng thời điểm, chỉ từ trên người nàng cảm nhận được hư vương cảnh võ giả khí tức, lúc ấy hắn liền kỳ quái, to như vậy một cái âm dương quan tại sao có thể có dạng này một cái tiểu cô nương, tiểu nha đầu lừa gạt hắn, nói là sinh ra ở âm dương quan bên trong, Dương Khai cũng liền tin. Mà lúc này giờ phút này, Dương Khai thậm chí từ trên người nàng không cảm giác được bất luận cái gì một điểm võ giả khí tức, nàng tự như đúng một cái chưa hề tu hành qua người bình thường. Còn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, Dương Khai hoài nghi cái này cùng lão tổ tu hành công pháp liên quan đến, có lẽ tại trọng thương thời điểm chút phản lão hoàng đồng, dùng cái này chữa thương. Hắn thử nghiệm đem trong ngực tiểu nhân thu vào tiểu càng khôn, lại phát hiện căn bản không có cách nào làm được, cho dù lão tổ giờ phút này không có bất kỳ cái gì tu hành qua vết tích, nhưng cửu phẩm khai thiên nội tình còn tại, cũng không phải là hắn tiểu càng khôn có thể thu nhận. Đã không cách nào thu nhập tiểu càng khôn, kia dọc theo đường chỉ có thể cẩn thận là hơn, tận khả năng phòng ngừa cùng mặt tộc có cái gì xung đột. Mà lại mang theo dạng này một tiểu nha đầu, Dương Khai cũng không dám tùy ý thôi động không gian pháp tắc thi triển thuấn di chi thuật, đến một lần đối tự thân tiêu hao quá lớn, hắn lẽ loi một mình, thôi động không gian pháp tắc đi đường cực kỳ thuận tiện, nhưng nếu là mang theo người bên ngoài, mỗi một lần thuấn di tiêu hao đều là bình thường mấy lần. Thứ hai lão tổ bây giờ trạng thái không ổn, Dương Khai không biết thôi động thuấn di có thể hay không đối nàng có ảnh hưởng gì. Cũng may hắn bây giờ thất phẩm khai thiên tu vi không thấp, cước trình cũng không chậm, cho dù là một đường bay trở về âm Dương Quang, cũng muốn không được một hai tháng công phu. Một đường tiến lên, tránh đi một chút trải rác mặt tộc, bình an vô sự. Thẳng đến sau ba ngày, Dương Khai mới bỗng nhiên cảm giác trong ngực tiểu nhân có động tĩnh. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp lão tổ vuốt mắt, ung dung tỉnh lại. Dương Khai đại hỉ, lão tổ ngươi đã tỉnh. Lão tổ sắc mặt vẫn tái nhật như cũ, bất quá so với ban sơ đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tối thiểu nhất có thể thấy một chút huyết sắc. Lão tổ buồn buồn ư một tiếng, tại Dương Khai trong ngực đổi cái thoải mái một chút tư thế, hững hờ mà hỏi thăm chúng ta đến đâu rồi. Dương Khai nói. Còn tại mặt tộc nội địa, khoảng cách âm dương quan còn xa, tối thiểu nhất còn muốn một tháng công phu. Chậm như vậy. Lão tổ một mặt khó chịu biểu lộ. Dương Khai lập tức có chút xấu hổ, nếu không ngài ngủ tiếp sẽ, nói không chừng đợi ngài tỉnh ngủ chúng ta liền đến. Lão tổ cố gắng đem con mắt trừng lớn, lắc đầu nói không khốn, không ngủ. Có lẽ là bị Dương Khai ôm vào trong ngực không quá dễ chịu, thân thể nho nhỏ ủi mấy lần, đổi mấy cái tư thế đều không thỏa mãn cuối cùng nắm lấy dương khai cánh tay thân thế lộn một vòng cưỡi tại dương khai cái cổ bên trên lúc này mới yên tĩnh xuống dương khai lập tức cảm giác cả người đều không tốt như tiểu nha đầu này thật chỉ là cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu cứ như vậy cưỡi tại trên cổ hắn cũng là không quan trọng mấu chốt vị này cũng không phải cái gì tiểu nha đầu đây chính là âm dương quan lão tổ a đường đường lão tổ cấp bậc cường giả như thế cưỡi cổ của mình tính là gì sự tình? Nếu là bị âm dương quan người thấy được, còn thể thống gì a? À? Lão tổ ngược lại là thật vui vẻ, hai con bắp chân cuối tại dương khai trước ngực, còn lắc lư không ngừng, có chút hăng hái đánh giá tả hữu hư không, có vẻ như dạng này có thể quan sát đến tốt hơn cảnh sát. Nhưng mà mặt tộc nội địa nào có cái gì điều kiện sắc, nhìn một hồi, lão tổ liền ngán, tay nhỏ vỗ vỗ dương khai đầu, đói bụng. a à. dương khai cho là mình nghe lầm. Ta đói á. Tiểu nha đầu cúi người xuống, tại Dương Khai bên tai la lên, ta muốn ăn bánh bao. Dương Khai mí mắt trực nhảy, ta từ nơi nào tìm bánh bao cho ngài a? À. Cái này mênh mông hư không, cũng không có chỗ nào bán a. À. Luôn cảm giác biến thành tiểu hài tử về sau, lão tổ tâm tính tự hồ cũng có biến hóa cực lớn. Ta mặc kệ, ta muốn ăn bánh bao, ta liền muốn ăn bánh bao. Tiểu nha đầu liếu lo không ngừng phản phất một cái không chiếm được thỏa mãn tiểu hài tử tại khóc lóc ông sòm. Dương Khai đang muốn nói ta cũng không có cách, chợt nhớ tới, việc này đổi thành khai thiên cảnh khác có lẽ không có cách, nhưng mình tiểu càng không bên trong thế nhưng là quyển dưỡng một số đông người tộc, muốn cái gì không có. Thần niệm khẽ động, lập tức liền tại mình tiểu càng không một tòa phòng hoa thành trì bên trong tìm được một nhà cửa hàng bánh bao. Sau một khắc, trong lòng bàn tay hắn lật một cái, một lòng bánh bao liền xuất hiện trên tay, kéo lấy đưa qua, bánh bao tới. Tiểu nha đầu lập tức mặt mày hớn hở, tiếp nhận bánh bao cắn một cái xuống dưới, bỗng nhiên xì một tiếng khinh miệt, sầu mi khổ kiểm, không thể ăn, ta muốn ăn ăn ngon bánh bao. Dương khai đầu lớn như cái đấu. Bỗng nhiên có chút minh bạch, âm dương quan những cái kia thất phẩm bát phẩm khai thiên, vì cái gì tại trong phố xá không có chút nào phong phạm cao thủ, từng cái đều lộ ra con buông vô cùng. Muốn chăm sóc tốt dạng này lão tổ, âm dương quan người cũng đủ vất vả. Tiểu càng khôn, thất tinh phường. Nghị sự đại điện bên trong, cao tầng đều ở. Từ lần trước dương khai mượn nhờ thất tinh phường đông đảo đế tôn cảnh cao thủ chi lực, chém dết trục phong vực chủ về sau, bên này đối đế tôn phía trên liền nhiều ít có một chút hiểu rõ. Dương khai canh cho truyền thụ ngưng tụ đạo ấn pháp môn, cũng ban cho một chút vật tư. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thất tinh phượng các cao tầng đều tại triều trùng kích ra thiên cảnh mà nỗ lực, bất quá bọn hắn tư chất cũng không tính là quá cao, ngày sau coi như thành tựu khai thiên, phẩm giai cũng cực kỳ có hạn, tại mặt chi trên chiến trường không giúp được quá lớn. Một cái duy nhất miêu phi bình, đúng có hy vọng thành tựu lục phẩm chi cảnh. Giờ này khắc này, lấy phường chủ thượng quan thể tích cầm đầu, đông đảo đế tôn đều tại giao lưu mình tu hành tâm đắc, tuy được dương khai truyền thụ ngưng tụ đạo ấn pháp môn, nhưng bọn hắn trước kia chưa hề tiếp xúc qua những vật này, tự nhiên có thật nhiều không hiểu rõ lắm, hữu tâm tìm Dương Khai lĩnh giáo, nhưng mà Dương Khai vị này thái thượng trưởng lão quanh năm thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn hắn đắng không tìm được, chỉ có thể tự hành lĩnh hội trao đổi. Đại điện bên trong đám người giao lưu chính lửa nóng thời khắc, thượng quan tích bỗng nhiên toàn thân chấn động, vương người đứng dậy, một mặt chuyên chú nghiêng tai lắng nghe. Dị thường của hắn để đông đảo cao tầng không hiểu, tất cả đều quan sát quá khứ. Chốc lát, thượng quan tích không người cúi đầu, nghiêm nghị nói, cẩn tuân pháp chỉ. Một lời ra, từng cái đế tôn cảnh tất cả đều thần sắc phấn chấn. Trưởng lão quản Thiên Hành càng là kích động nói, phường chủ, thế nhưng là thái thượng có dặn dò gì? Phóng nhãn cái này toàn bộ hư không thế giới, có thể để cho thượng quan tích cung kính như thế, cũng chỉ có vị kia thái thượng trưởng lão. Quả nhiên, Thượng quan tích nghiêm nghị gật đầu, mới thái thượng truyền một đạo pháp chỉ tới, muốn ta thất tinh phường nhất thiết phải làm thỏa đáng. Quản thiên hành bọn người cùng nhau đứng dậy nghe lệnh. Thượng quan tích uy nghiêm nhìn lướt qua phía dưới, thanh âm to, trịch địa hữu thanh, thái thượng muốn ăn bánh bao. Một đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Quản thiên hành cho là mình nghe lầm, không xác định địa đạo, phường chủ, thái thượng muốn làm gì. Thượng quan tích nghiêm mặt nhìn chầm chầm hắn, nhắc lại Thái Thượng muốn ăn bánh bao, ăn ngon bánh bao. Thất Tinh phường bỗng nhiên náo nhiệt lên, từng cái đế tôn cảnh bay tới lao đi, dưới đấy các đệ tử không biết vì sao, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, bất quá rất nhanh, các đệ tử liền phát hiện, Thất Tinh phường một con chân quý linh thú thế mà bị Quản Thiên hành trưởng lão giết đi. Các đệ tử kinh hãi, phải biết con linh thú này thế nhưng là Quản Thiên hành trưởng lão năm đó tốn không ít công phu bắt về tới, thực lực không tầm thường, rất có linh tính lại thêm chi bộ dáng xinh đẹp, vẫn không ít các đệ tử yêu thích, tuy nói cái này linh thú tính tình không tốt lắm, chợt có đã thương người sự kiện, nhưng cái này linh thú bị giết thời điểm, vẫn là có không ít nữ đệ tử khóc như mưa, chỉ cảm thấy quản thiên hành trưởng lão quả thực không có chút nào nhân tính có thể nói. Xinh đẹp như vậy linh thú đều có thể hạ được sát thủ. Về sau không muốn kêu cái gì quản thiên hành, gọi quản ngàn độ tốt. Các đệ tử không biết con linh thú này vì sao bị giết các trưởng lão lại là rõ ràng thái thượng muốn ăn bánh bao mà lại muốn ăn ăn ngon bánh bao bọn hắn cũng không biết dạng gì bánh bao đối thái thượng mà nói mới tính ăn ngon tự nhiên chỉ có thể đem hết toàn lực dùng tốt nhất tư liệu làm mình cố gắng lớn nhất toàn bộ thất tinh phường tài nguyên đều bị điều động nhất là những cái kia tinh thông nấu nướng đệ tử tức thì bị khẩn cấp điều tụ tập một chỗ ngắn mũi không đến một canh giờ thời gian các loại kiểu dáng các loại hãm lưu bánh bao liền nóng hôi hổi ra nồi. Bên này mới vừa ra nồi, liền bỗng nhiên có một lồng bánh bao quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, Dương Khai mồ hôi đầm đìa, đem mới vừa ra lò bánh bao đưa cho lão tổ ngài nếm thử cái này. Lão tổ tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng, hít mũi một cái nói: "Vẫn được." Dương Khai thở phào một hơi. Mới một cái kia canh giờ, tuyệt đối là hắn nhân sinh ở trong nhất dày vào một canh giờ, cho dù là cùng mặt tộc vực chủ đơn đấu, cũng không có như vậy tâm mệt mỏi. Vùng lên dội tới lão tổ, quả thực liền là ác mộng. Cũng may bây giờ cuối cùng trấn an xuống tới. Trên đỉnh đầu, lão tổ ăn vui vẻ, cầm lấy một cái nóng hôi hội bánh bao liền hướng Dương Khai bên miệng đưa tới, ngươi cũng ăn một cái. Dương Khai nói, ta cũng không cần. Ăn lão tổ lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ mắt. Dương khai một nửa lời nói nuốt vào bụng, ngoan ngoãn ăn một cái bánh bao. Ngươi một cái ta một cái, ta một cái ngươi một cái, rất nhanh mấy lòng bánh bao vào trong bụng. Lão tổ liếm láp mình tay nhỏ, hững hờ thầm nói ta còn muốn ăn mứt quả. Dương khai lập tức như bị sét đánh, thần sắc gian khổ, lão tổ xin chờ chốc lát. Thất tinh phường, thượng quan tích đứng yên sau một lát, bỗng nhiên xong nhìn qua hắn chư vị trưởng lão nhóm nói. Thái thượng muốn ăn mức quả. Ăn Tết tiền trong nhà tiểu hài tử liền sinh bệnh nhập viện rồi, những ngày này bận biểu sức đầu mẹ tráng, đầu năm mùng một đổi mới thời điểm đều quên cho mọi người chúc Tết. Gần nhất cái này liên quan khóa thời kỳ, còn xin tất cả huynh đệ tỷ muội làm tốt đề phòng biện pháp, bảo vệ tốt mình, bảo vệ tốt người nhà. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.